Thánh tổ tập 9, cấm khí chú, tập 10, luyện thể cấp 6, tập 11, quỳ xuống cầu ta, tập 12, chuyển tiếp đột ngô thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhất trói mắt vật là người, người sống sờ sờ, vẫn là nữ nhân, không thế nào mà quần áo nữ nhân. Nàng này ăn mặc rõ ràng là bị người thiết kế tỉ mỉ, phá lệ mê người. Bộ ngực sữa nửa thân trần, phòng eo như ẩn như hiện, rất căng mềm, một đôi thon dài, hướng trên mặt nhìn, cũng là tốt nhất chi tư do tuyết băng ngưng là không cách nào sánh được, nhưng cũng có thể đánh cái 85 phần. Hấp dẫn người nhất là, nàng này thân phận. Tại nữ tử này trong hai tay, ôm một tấm bảng hiệu, phía trên viết lấy, ngọc trai tộc nhân. Ngọc trai tộc là tứ hải bên trong một cái nhỏ trùng tộc, thừa thái mỹ nữ, viêm hoàng đại lục các quý tộc, luôn luôn ưa thích đem ngọc trai tộc nữ nhân thu làm độc chiếm tư sùng, dùng cái này đến khoe khoang, khoang. Tư giao các thật đúng là không đơn giản nha. La liền lần thứ nhất trong lòng bắt đầu đối tiêu giao các thay đổi cách nhìn. Theo hắn biết, Bắc Thủy Quốc trong vương đô, tìm khắp các nơi cũng tìm không thấy một cái ngọc trai tộc mỹ nữ, mà lại một khi phát hiện, đoán chừng rất nhiều quý tộc sẽ chen chúc cùng lên đi. Đương nhiên, cái kia ngọc trai tộc mỹ nữ bài trong tay tử mặt trên còn có một hàng chữ nhỏ, đâm thẳng mắt. Chữ nhỏ nội dung là, không phải tiêu giao ngân long lệnh trở lên người nắm giữ, không được mua sắm. La liệt nói, băng ngưng tỉ. Không cho phép mua, tuyết băng ngưng vung vẩy một cái nắm đấm, uy hiếp hắn. Ta mỹ nữ bên cạnh nhưng mạnh hơn nàng nhiều, ta như thế nào mua? La liệt biểu thị đối ngọc trai tộc mỹ nữ khinh thường, tuyết băng ngưng lúc này mới hài lòng lôi kéo hắn vượt qua đi nơi này vật rất nhiều có bảo vật có binh khí có kỳ hoa dị thảo còn có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái la liệt trong tay có phần tờ đơn đều có minh xác giải thích vật phẩm tác dụng như thế cũng khiến cho cho dù là tuyết băng ngưng không nắm chắc được đồ vật đều không cần lo lắng mỗi vật đều có bảng hiệu cho thấy tên cùng giá cả hoặc là cần tương ứng vật phẩm hối đoái nếu là la liệt mua còn có thể đối chiếu trong tay hắn tờ đơn phía trên cho thấy giá cả là được bởi vì hắn tờ đơn là căn cứ tiêu giao ngân long lệnh cho ra giá cả sao chân chính giá cả chỉnh thể muốn thiếu một phần mười mà nơi đây mỗi một vật giá cả thấp nhất đều muốn mười vạn kim tệ trở lên như thế đi xuống tuyết băng ngưng mua mấy thứ đối thần sư có trợ giúp vật phẩm về phần la liệt cũng chính là đi theo nhìn xem từ đầu đến cuối không có để hắn chân chính động tâm cho đến nhìn thấy một bình xứ nhỏ bình xứ nhỏ bên trong thịnh phóng chính là phá toái cảnh tinh sừng chiến tượng chi huyết nhưng là bị ô nhiễm qua giá cả ba trăm vạn kim tệ như không phải bị ô nhiễm giá cả đoán chừng có thể lên ức mà ô nhiễm qua mang ý nghĩa tác dụng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng la liệt nhìn trăm trăm cái kia tinh sừng chiến tượng chi huyết sáu cái chữ trong đầu vậy mà lại lần nữa thoáng hiện một vòng linh quang có một đoạn ngắn ký ức đột ngột xuất hiện cái này một đoạn ngắn ký ức xuất hiện cũng không để cho la liệt cỡ nào ngoài ý muốn lúc đầu nha hắn đều trải qua không ít lần thánh tổ truyền thừa mang tới huyền diệu từ đầu đến cuối đều tại mang cho hắn thần kỳ chỉ là xem hết cái này đoạn ngắn ký ức la liệt hô hấp liền dồn dập nhìn về phía tinh sừng chiến tượng chi huyết ánh mắt cũng thay đổi người muốn tuyết băng ngưng ở một bên hỏi la liệt gật gật đầu tuyết băng ngưng cầm lấy bình sứ nhỏ trước bảng hiệu huy động xuống lập tức liền có một tên người phục vụ bước nhanh đi tới gần hầu hạ cầm bảng hiệu liền mang ý nghĩa muốn mua người phục vụ nhìn thấy la liệt trong tay cầm lá gan cái kia vốn là liền cung eo càng cong có thể cầm nơi này và sở hữu kiện danh sách chỉ có có tiêu dao ngân long lệnh mới có thể tờ đơn sẽ cùng tại thân phận đồng dạng không cần không phải muốn xuất ra lệnh bài đến khoe khoang ta này muốn La Liệt nói, không chờ người phục vụ mở miệng, lại có người đi tới, "Ta cũng muốn, 500 vạn." Người này rõ ràng là Lam Thải Linh, cái kia đã từng tiểu vương gia La Liệt theo đuổi nữ nhân, lại cam nguyện cho dùng chiến nguyên làm thứ 9 phòng tiểu thiếp nữ nhân. Nàng khiêu khích nhìn về phía La Liệt, kết quả La Liệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp đối người thị giả kia nói, "Cho ta đưa đến số 3 phòng khách quý." Nói xong, mang theo Tuyết Băng Ngưng thẳng đến số 3 phòng khách quý, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lam Thải Linh một chút cho dù là lớp xéo một cái đều chẳng muốn đi xem người phục vụ cung kính tuần mệnh đem bình xứ nhỏ hai tay dâng đi theo đi đến lam thải linh trực tiếp nổ lúc đầu nàng nhìn thấy la liệt và tuyết băng ngưng ở chỗ này liền không hiểu phun trào ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét mặc dù nhưng thiếu niên này đã từng si mê với nàng truy cầu nàng mà nàng chẳng thèm ngó tới nhưng cái kia cũng là bởi vì nàng nhận định la liệt không tu võ không có tiền đồ đối với một cái dã tâm nữ nhân rất lớn tới nói đây là không thể chịu đựng được mà nàng lúc ấy cũng rất để ý la liệt trở thành đời tiếp theo nam hy vương bây giờ tình huống đại biến la liệt chẳng những tu võ hơn nữa còn phá vỡ bá vương thí luyện trở thành đời tiếp theo bá vương là bắc thủy quốc sử thượng đệ nhất vị song vương địa vị còn muốn tại sùng hầu hồ Hổ phía trên cái này khiến lam thải linh đối la liệt cách nhìn lại có biến hóa cho nên trừ bỏ ghen ghét bên ngoài còn có loại muốn lại đi ép la liệt một đầu cũng tốt chứng minh lựa chọn của mình không sai nào biết được người ta la liệt từ đầu đến cuối không có lức hắn một cái người đứng lại đó cho ta lam thải linh giận dữ móng mỏ người phục vụ người lỗ tài điếc ta ra giá 500 vạn hắn còn không có ra giá, thứ này về ta, ngươi thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp cho hắn đưa đi, ngươi tin hay không, ta để ngươi lăn ra ngoài. Người phục vụ đối la liệt là một mặt nịnh nọt, đối mặt Lam Thải Linh quát tháo, lập tức thu liệm tiếu dung, ngồi dậy, lạnh lùng nói, mời ngươi tự trọng. Ngươi nói cái gì? Lam Thải Linh nổi trận lôi đình, trong mắt kém chút trường ra ngoài, chuyện này đối với nàng và đối la liệt thái độ cũng tranh lệch quá xa, có thể nào càng thêm kích thích nàng. Kết quả người phục vụ một câu kém chút để nàng ngất đi, Thân phận của ngươi có thể nào và vị công tử tôn quý kia so sánh? Làm Thải Linh giận dữ hết, hắn tôn quý, ngươi biết ta là ai à? Thật có lỗi, ta không biết ngươi. Chúng ta trong tư giao các quy củ và tới nơi đây, bất kỳ cái gì vương quốc thân phận đều muốn tạm thời từ bỏ, cho dù tôn quý như Bắc Thủy Quốc Huyền Long Vương, lại tới đây cũng chỉ là người bình thường. Người phục vụ bình tĩnh nói, vị công tử tôn quý kia trong mắt của ta, so Huyền Long Vương còn muốn tôn quý gấp mười 10, gấp trăm lần, mà lại chỉ cần vị công tử tôn quý này muốn nơi đây bất luận cái gì vật phẩm ngoại nhân không lấy được mua, chỉ có thể có vị công tử này tới mua, mà lại giá cả giảm xuống. Mặt khác, đặc biệt nhắc nhở tiểu thư, mời ngươi tự trọng, nơi này là tiêu giao các, trái với tiêu giao các quy định, vô luận là ai, đều phải bị trừng phạt, lại có, tuyệt đối không nên chờ chọc vị công tử tôn quý kia, hắn như không cao hứng, trách cứ tiêu giao các phục vụ không chu toàn, tiêu giao các sẽ đối với tiểu thư không khách khí. Lam Thải Linh đơn giản không thể tin vào tay của mình. Ngay cả thỏa mãn nàng dã tâm mong đợi Huyền Long Vương thế mà ở chỗ này cũng không sánh nổi Lan Liệt tiểu vị. Còn có, cái này nho nhỏ người phục vụ đề cập huyền long vương cũng liền kém không thèm nước một cái nhưng đề cập la liệt thế mà há miệng ngậm miệng đều là tôn quý mà bốn phía xuất hiện hộ vệ tiêu giao các sương mắt lạnh lẽo nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng tuyệt đối là nàng như có dị động tất nhiên xuất thủ mà chỗ đứng của bọn họ tựa hồ là đang thủ hộ số ba phòng khách quý điều này cũng làm cho tinh minh nàng tin tưởng người phục vụ nói lời càng làm cho lam thải linh đáng chát chính là vị kia ở trước mặt nàng chậm rãi mà nói hồn nhiên không đem cái gì huyền long vương quá để ở trong lòng người phục vụ đi đến số ba phòng khách quý bên ngoài gạt ra nịnh nọt tiếu dung khom lưng nhẹ nhàng gõ cửa một bộ điển hình nô tài tướng phòng khách quý bên trong truyền xuất ra thanh âm người phục vụ cung kính đẩy cửa ra sợ tiếng mở cửa lớn ảnh hưởng đến người bên trong rất nhanh cầm tới la liệt thanh toán kim tệ về sau lại cung thân lui ra ngoài nhẹ đóng cửa khẽ môn từ đầu đến cuối đều là một mặt nịnh nọt bộ dáng chờ chuyển đối lam thải linh thì lập tức đổi lại một bộ mặt lạnh nói bên trong vị công tử tôn quý kiên nói ngươi ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của hắn, mời đi đi. Cái gì? Đuổi ta đi, dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì đuổi ta đi? Chẳng lẽ hắn là các ngươi người của Tiêu Giao Các? Tỉnh táo lại Lam Thải Linh còn rất tâm cơ hỏi ra bản thân phỏng đoán. Không, vị công tử tôn quý kia là 800 trong tiểu quốc tất cả tiêu giao các tôn quý khách nhân, người phục vụ nói, ảnh hưởng bực này tôn quý tâm tình của khách, chúng ta tiêu giao các tôn chỉ là khu trục, như tiểu thư mình không đi, chúng ta liền phải vũ lực giải quyết. Hai tên thực lực không tầm thường hộ vệ lập tức đi lên trước, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lam Thải Linh. Lam Thải Linh chỉ có thể xám xịt rời đi, trước khi đi ra, còn nhịn không được mắt nhìn số 3 phòng khách quý, nàng hối hận. Số 3 phòng khách quý bên trong, la liệt ngay tại xem xét bình xứ nhỏ bên trong cái kia bị ô nhiễm tinh sừng chiến tượng chi huyết, cũng không để ý tới tuyết băng ngưng thỉnh thoảng xem ra lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Kỳ thật la liệt đối Lam Thải Linh là không cảm giác, đều không thèm để ý, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình chiếm hữu trước đó vị kia tiểu vương ra thân phận, dung đồ của người ta, thí dụ như nói vừa mới thanh toán hơn 200 vạn kim tệ, vậy cũng là người ta, dù sao cũng nên muốn biểu thị xuống đi cho nên hắn liền đổi đi lam thái linh xem như vì vị kia hà giận đi cũng liền chỉ thế thôi tâm tư của la liệt đã sớm rơi vào cái kia đột ngột xuất hiện một đoạn ngắn trong trí nhớ đoạn này ký ức chữ số không nhiều lại đối với hắn rất có ích lợi tinh sừng chiến tượng chi huyết có thể phụ trợ tu luyện điều kiện tiên quyết là nhất định phải là luyện thể cảnh giới lại tu luyện vẫn là chư thiên long tượng quyết công pháp ai không muốn thực lực càng thêm cường đại đâu bằng ngưng tỷ ngươi có thể hay không dùng thuật pháp tịnh hóa máu này la liệt hỏi tuyết băng ngưng suy nghĩ một chút lắc đầu làm không được ta mặc dù không biết là cái gì ô nhiễm cái này tinh sừng chiến tượng chi huyết lại biết vật kia rất lợi hại bằng vào ta thực lực bây giờ hoàn toàn không thể nào tỉnh hóa la liệt nói đám kia ta đem còn chưa hoàn toàn ô nhiễm cái kia bộ phận để luyện ra đi có thể tuyết băng ngưng lấy ra thần sư bút thì triển thuật pháp miệng nàng môi khẽ nhúc nhích niệm động chú ngữ thần sư nét bút động phòng khách quý bên trong khí lưu phun trào hội tụ thần sư trên ngòi bút đột nhiên điểm tại cái kia bình xứ nhỏ miệng bình vị trí bình xứ nhỏ bên trong tinh sừng chiến tượng chi huyết một trận kịch liệt lan lộn sau đó liền có cộng tóc như vậy mảnh huyết tuyến từ bên trong bán ra bị thần sư bút dẫn dắt bay khỏi đi ra tuyết băng ngưng lấy ra một cái mới tinh bình xứ nhỏ đem thu nhập trong đó sau một lát tuyết băng ngưng dừng lại lại nhìn cái kia tinh sừng chiến tượng chi huyết còn lại bộ phận thuộc về tuyệt đại bộ phận chỉ là có một vòng hôi bại sắc thậm chí tản ra làm cho người không hiểu tâm tình hậm hực phiền muộn buồn nôn cảm giác vị tuyết băng ngưng để luyện ra điểm này thì khác nhiều rất tinh khiết huyết sắc mặc dù chỉ có một giọt lại ẩn ẩn có một cỗ khí thế phảng phất bên trong ẩn chứa một đầu chân chính tinh sừng chiến tượng thật là ít la liệt nhìn một chút có chút thất vọng nói là một giọt máu thực thì không phải vậy như hạt đậu nành một giọt mà là so hạt vừng lớn hơn không được bao nhiêu không phải người cho rằng người khác vì sao không mua mặc dù tinh sừng chiến tượng chi huyết phi thường chân quý nhưng cái này chân chính chưa từng bị ô nhiễm bộ phận quá mức hiếm ít 300 vạn kim tệ đâu căn bản không đáng cũng chính là tiêu giao các giám giá cao bán ra, bọn hắn liền là chuyên môn tìm oan đại đầu. Tuyết băng ngưng nói, người nhà, liền là bị người ta hố oan đại đầu. La liệt cười nói, vậy cũng không gặp. Ít là ít một chút, mà dù sao là phá toái cảnh tinh sừng chiến tượng chi huyết, mà hắn vẫn chỉ là luyện thể cấp 5, lại là thư thất, dù sao cũng nên có chút trợ giúp đi. Hắn lúc này đem cái kia bút hạt vừng lớn không bao nhiêu giọt máu ngược lại vào trong tay. Chắp tay trước ngực, dựa theo trong đầu hiển hiện cái kia đoạn ngắn ký ức chi pháp, vận dụng thể nội khí, đem tại trong lòng bàn tay tiến hành luyện hóa trong khoảnh khắc liền từ dịch thể hóa vì khí thể khí này thể hoàn toàn bị hấp thu không có loại bỏ nửa điểm tạp chất theo sát lấy la liền liền cảm thấy mình khí bỗng nhiên bành trướng mấy phần nhanh chóng vận chuyển khí cuối cùng về ở đan điền lúc này mới bình tĩnh trở lại hắn lại có loại khoảng cách luyện thể cấp 6 gần trong găng tất cảm giác đáng tiếc quá ít nha nếu là lại đến một điểm tuyệt đối có thể đột phá nếu ta bình thường tu luyện khả năng còn cần hai ba tháng mới có thể đột phá Hiện tại trực tiếp rút ngắn đến trong 10 ngày, liền có thể đột phá. Tiền này hoa giá trị, hắc hắc, huống chi là đã từng tên tiểu vương kia ra lưu lại, còn không là của ta, không dùng thì phí, giữ lại liền là lãng phí. Cái này tự nhiên khiến La Liệt hưng phấn không thôi. Hắn phảng phất nhìn thấy luyện thể cấp 6 tại hướng hắn ngoác. Trừ Thiên Long tượng quyết cho đến tận này, còn không người tu luyện tới luyện thể cấp 6 đâu. Tuyết Băng Ngưng còn không biết, trong bất trì bất giác, La Liệt thực lực lại tăng lên một đoạn, nhìn thấy La Liệt không có chuyện gì, nhân tiện nói chúng ta cần phải trở về ừm la liệt tiện tay đem cái kia bình ô nhiễm tinh sừng chiến tượng chi huyết thu vào hai người rời đi phòng khách quý tự nhiên có người phục vụ cung kính đưa ra ngoài đi ra tầng bên trong bên ngoài tầng giao dịch chi địa những thị giả kia đối với tiêu giao ngân long lệnh là không quen biết cũng không có biểu hiện ra đặc thù kính cần hai người đi ra tiêu giao các chưa đi xuống bậc thang liền thấy bóng người chớp động có người chặn đường đi cầm đầu là một tên lão giả tóc hoa dâm sau lưng lão giả có hơn 20 có tên chứa thống nhất hộ vệ hết thảy đều cõng trường đao một mặt lãnh ngạo hai trưởng thượng nhìn thấy lão giả này tuyết băng ngưng sắc mặt biến hóa thấp hồ ra tiếng la liệt đuôi lông mày trao lên mắt lạnh nhìn vị này hai trưởng thượng cái gọi là hai trưởng thượng liền là tông lão viện nhị trưởng lão mà tông lão viện liền là bác thủy quốc vương thân quốc thích bên trong lão bối tạo thành có thiết chế quốc vương quyền lực bây giờ tông lão viện viện trưởng chức vụ đã bị lữ hồng nhan đạt được nhưng dù sao cũng là vừa mới đạt được trước đó bị sùng hồ hồ kinh doanh đã sớm là giọt nước không lọt trong thời gian ngắn muốn khống chế căn bản không thực tế có thể nói hiện tại tông lão viện tạm thời vẫn là người của sùng hầu hồ làm chủ băng ngưng cô nương cũng tại nhà cái kia không còn gì tốt hơn cũng tỉnh ta đi thông tri quân chủ hai trưởng thượng lãnh đạm đường không biết hai trưởng thượng muốn băng ngưng tiện thể lời gì tuyết băng ngưng nói hai trưởng thượng lấy tay chỉ một cái la liệt nói tên nghiệp chứng này nửa ngày trước gian sát ta tông lão viện một tên tuổi trẻ nữ tử đây là khiêu khích tông lão viện bản tông người quen cũ từ đến đây chính là muốn bắt hắn hỏi tội bạn đang xem thánh tổ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim quả nhiên là tới gây chuyện la liệt cũng không có kỳ quái biết đây là người của tông lão viện liền đoán được sùng hầu hổ rốt cục muốn ra tay với hắn dù sao trước đó hắn để sùng hầu hổ tính toán thất bại còn dẫn đến liên tiếp bị liễu hồng nhan đả kích sùng hầu hổ có thể nuốt vào cái kia quả đắng mới là lạ chỉ là không nghĩ tới sùng hầu hổ thế mà ẩn nhẫn hai tháng lâu hắn nhưng lại không biết chân chính chủ đạo nhằm vào hắn là sùng chiến nguyên có thể nói bắc thủy quốc mạnh nhất hai đại thiếu niên chính thức giao phong hai trưởng thượng tính sai đi nửa ngày trước La Liệt cùng ta đều tại trong tiêu giao các, chưa từng làm qua loại kia ác liệt sự tình, tuyết băng ngưng cả giận nói. Hai trưởng thượng vừa trừng mắt, làm càn, ngươi là thân phận gì, còn dám đối bàn trưởng thượng hô to gọi nhỏ. Tuyết băng ngưng giận dữ. Hai trưởng thượng ngang ngược mà nói, ngươi chỉ cần thông chi quân chủ là được rồi, bản tông già không cần thiết giải thích cho ngươi, ngươi cũng không có quyền lợi đến chất vấn bản tông già. Nếu là quân chủ hỏi đâu, tuyết băng ngưng nói. Liền nói bản tông già có chứng nhân chứng cứ chứng minh la liệt liền là hung thủ, nếu là quân chủ không tin, vậy liền đi tông lão viện nói ra đi hai trưởng thượng khoát tay chặn lại đem hung thủ la liệt bắt giữ lập tức liền có hai tên hộ vệ xông lên trước muốn truy nã la liệt la liệt lạnh lùng hơi lườm bọn hắn cái kia cỗ uy thế dọa đến hai tên hộ vệ không dám động thủ hắn từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia tiêu dao ngân long lệnh băng ngưng tỷ ngươi cầm lệnh bài này đi giúp ta hỏi một chút tiêu dao các tại bọn hắn trong tiêu dao các mua đồ bị người vũ an tội danh bọn hắn tiêu dao các có hỏi hay không nếu là không hỏi đâu liền hỏi bọn hắn ta yêu cầu bảo mệnh ba năm có thể làm được hay không tuyết băng ngưng trong lòng vui mừng đúng a à, cái này tiêu giao ngân long lệnh thế nhưng là có đại tác dụng đây này thật can đảm phạm vào trọng tội thế mà cầm chỉ là một cái tiêu giao các phá lệnh bài tới dọa người ngươi còn đem ta tông lão viện để vào mắt a à. hai trưởng thượng giận dữ tiến lên một tay lấy tiêu giao ngân long lệnh đoạt lại ngã ầm ầm trên mặt đất choàng tiêu giao ngân long lệnh bị ngã rách ra hai trưởng thượng còn chưa hết giận giơ chân lên hung hăng dẫm đạp quả thực là đem đạp vỡ lâm xong còn ương ngạnh mà nói ta cho ngươi biết tại bắc thủy quốc tông lão viện nói người có tội người liền có tội ai cũng cứu không được ngươi tư giao ngân long lệnh là dùng đặc thù vật liệu làm thành kỳ chủ ảo diệu hơn ở chỗ có thể thông qua phá toái cảnh long huyết đến viết danh tự chính thức mở ra sử dụng hết lần này tới lần khác loại tài liệu này cứng cỏi phương diện là rất có khiếm khuyết lấy hai trưởng thượng lực lượng rất dễ dàng liền có thể vỡ nát nhìn xem hai trưởng thượng cái kia ngang ngược càn rỡ thái độ la liệt cảm thấy người này rất thật đáng buồn đáng thương cũng có thể hận tự nhận là bao nhiêu ghê gớm thật tình không biết như ếch ngồi đáy giếng ngay cả tiêu giao ngân long lệnh cũng không nhận ra khó trách tuyết băng ngừng lúc trước nói tông lão viện trưởng thượng đều chưa hẳn biết đâu từ đó có thể biết tông lão viện đều là những thứ gì người sẽ cho chủ tử của người mang đến tai nạn la liệt không có phản kháng cũng không cần thiết phản kháng dù sao có ít người là tự mình tìm đường chết hai trưởng thượng khuôn mặt vặn vẹo mặc dù hắn cho sùng nhà làm chó đại không nguyện ý người khác xuất ra đến âm tàn mà nói nhỏ nghiệt xúc ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết khiêu khích bản tông giả hậu quả Bàn tông giả cam đoan người sẽ hối hận ai hối hận chưa lấy nhìn la liệt châm chọc nói mang đi hai trưởng thượng lạnh lùng nói hai mươi tên hộ vệ tông lão viện tạm giam lấy la liệt hai trưởng thượng thì quay đầu hướng tuyết băng ngưng cười lạnh nói ngươi bây giờ rất muốn đi tìm quân chủ đi đi thôi càng nhanh càng tốt cũng không để ý tới tuyết băng ngưng phản ứng gì âm tiếu rời đi tuyết băng ngưng đôi mi thanh tú cao lại nàng cùng đi liễu hồng nhan nhiều năm như vậy tự nhiên là thường thấy người lửa ta gạt biết đã sùng nhà xuất thủ tất nhiên là lôi đình vạn quân tuyệt sẽ không cho la liệt xoay người cơ hội thậm chí khả năng mượn cơ hội trọng thương liễu hồng nhan thậm chí cả càng đáng sợ mưu phản phán vị tỉnh táo nàng không có lập tức đi tìm liễu hồng nhan mà là nhặt lên cái kia vỡ vụn tiêu dao ngân long lệnh một lần nữa trở về tiêu dao các mặc dù cho la liệt cường tự sắp xếp một cái tội danh nhưng la liệt thân phận trung quy là rất mẫn cảm bắc thủy quốc sử thượng đệ nhất vị song vương nam ly vương thân phận nói thật đối với tông lão viện không có ảnh hưởng gì duy chỉ có bá vương thân phận quá trói mắt cái kia đồng đẳng với số hai quân chủ đồng dạng nếu như nói tông lão viện có thể cải biến quân chủ mệnh lệnh như vậy bá vương liền có quyền lực cải biến tông lão viện mệnh lệnh cho nên hai trưởng thượng rất muốn cho người đối đãi la liệt ác liệt điểm lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy chí ít mặt ngoài làm đủ bộ dáng cứ như vậy la liệt đi theo bọn hắn tiến lên cũng không có người đi lên xô xô đầy đầy một đường thông suốt thậm chí đều không có có một người đến từ quân chủ liễu hồng nhan phương diện người xuất hiện cái này cũng khiến la liệt ý thức được là lạ chẳng lẽ lại ta rời đi hoàng cung dùng nhà liền bắt đầu xuất thủ trong lòng của hắn có chút lo lắng liễu hồng nhan. Bất quá, nghĩ đến trong vương cung ngoại trừ ẩn tàng có cái kia thần bí Bắc Thủy quốc đệ nhất cao thủ, còn có tần trí và Diêu Phong, cũng không về phần đọc nguy hiểm mới là. Nghĩ như vậy, hộ vệ ngừng lại, La Liệt ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc khẽ biến. Nơi đây lại là về tông lão viện khống chế, luyện yêu ngục. Bắc Thủy quốc có rất nhiều ngục giam, mà lợi hại nhất, ác độc nhất phải kể là luyện yêu ngục, bình thường không phải tội phản quốc, là không vào này luyện ngục. Luyện yêu ngục đáng sợ không ở chỗ bị giày vó đến cỡ nào thống khổ. Cùng lắm thì tự sát chính là, nơi này nhất làm cho người chán ghét là, sau khi chết, thân thể đều sẽ bị đóng băng, bảo trì hoàn hảo, dùng để rèn luyện thành cơ quan nhân, làm cơ quan người phá hư tới trình độ nhất định không cách nào chữa trị, liền trực tiếp xem như đồ ăn nuôi nắng yêu thú, nhưng nói là sau khi chết đều không được an bình, bị kinh nhờn thi thể. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, La Liệt nhìn về phía hai trưởng thượng, nói, hai trưởng thượng liền là người thắng tư thái. La Liệt nói, ngươi tên gì, ta không biết, nhưng ta biết, ngươi là vương thân quốc thích ngươi vốn phải là quân chủ người tín nhiệm nhất vì sao đi trông muốn làm phản sùng ra sàn chó hai tông già trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh hàn ý xâm xâm nhìn chằm chằm la liệt thanh âm lạnh tới xương tủy mà nói ngươi đây là lần thứ hai nói bản tông lộn chó bản tông già nói qua ngươi sẽ hối hận ta chỉ muốn biết đáp án la liệt thản nhiên nói không có đáp án bản tông già muốn làm cái gì thì làm cái đó hai trưởng thượng sắc mặt tái xanh la liệt lắc đầu lại có thể có người không nguyện ý làm người nguyện ý đi làm chó hai trưởng thượng khóe mắt trực nhảy âm trầm nói luyện yêu ngục vẫn là bá vương phát hiện bên trong âm hàn triệt cốt có thể đem thân thể của người đông thành tượng băng mà ý thức của người lại vẫn còn sau đó người sẽ ở một chút xíu cảm thụ được nội tạng của chính mình bị đông lại một chút xíu chết đi loại kiêu phẩm vị tử vong đến cảm giác nhất định sẽ rất hưởng thụ la liệt bình tĩnh không nói hắn cũng đã được nghe nói cái này luyện yêu ngục đáng sợ bản tông già biết người la liệt thực lực không tầm thường có thể xông qua bá vương thí luyện không chừng có năng lực gì chống lại đâu cho nên bản tông già liền đến ngươi tạm thời biến thành người bình thường đến hưởng thụ cái này luyện yêu ngục hai trưởng thượng nhe răng cười nói cho hắn thiết hạ cấm khí chú cấm khí chú là cấm chế thể nội khí vận hành thuật pháp một gã hộ vệ lấy ra thần sư bút hắn lại là một tên thần sư trang phục la liệt đuôi lông mày chớp chớp nhìn xuống không có xuất thủ hắn biết nếu là mình xuất thủ hai trưởng thượng liền có cớ ra tay với hắn có thể sẽ thừa cơ chém giết hắn tạm thời chỉ có thể chịu thần sư thi triển cấm khí chú thần sư bút vẩy hạ một vệt sáng tràn vào thể nội la liệt quang thúc kia phảng phất một thanh khóa đem hắn khí cho khóa lại không cách nào vận chuyển hai trưởng thượng cười to nói đi hưởng thụ luyện yêu ngục đi luyện yêu ngục cửa mở ra một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới ngay cả những hộ vệ kia đều theo bản năng lui lại la liệt cũng kìm lòng không được lạnh run ở chỗ này cái gọi là nóng lạnh bất xâm là vô dụng bởi vì cái này hàn ý là không bình thường như là có ý thức có thể đột phá làn da chui vào cốt tủy trong chui vào bần phi thường đáng sợ đây chính là la liệt tu luyện có trừ thiên long tượng quyết thể chất quá bất nhất mặc dù có chức lạnh lại không đến mức không có chút nào sức chống cự cũng không cần người khác xô đẩy la liệt chủ động đi vào cái kia bước chân trầm ổn không thèm để ý chút nào âm hàn sáng vẻ để hai tông giả nụ cười trên mặt có chất cứng ngắc hắn có thể nhìn ra được la liệt không dùng khí thể nội khí đích thật là bị cấm chế âm uhm. làm la liệt đi vào môn hộ quan bế phía ngoài nhiệt độ lúc này mới bắt đầu lên cao một chút hộ vệ vẫn là không ngừng xoa tay dậm chân tên thần sư kiên nói hai trưởng thượng la liệt có thể hay không nhịn không được tự sát vậy liền lợi cho hắn quá rồi hắn như vậy cao võ đạo tiềm lực bỏ được bản thân đi chết à huống chi còn muốn chờ quân chủ tới cứu hắn đâu hắn nhất định sẽ kiên trì hai trưởng thượng âm hiểm cười nói càng là kiên trì càng là thống khổ càng là sống không bằng chết thần sư cười nói hai trưởng thượng cao minh bọn hắn không đi ngay ở chỗ này trông coi nguyên lai thủ hộ nơi đây người thì bị đuổi đi luyện yêu trong ngục la liệt thần sắc bình tĩnh đứng tại môn hộ đằng sau bởi vì cánh cửa này là đặc chế trong ngoài thanh âm lẫn nhau đều là rất khó nghe được nhưng hắn cũng biết vì phòng ngừa mình đào tàu hoặc là được cứu hai trưởng thượng tất nhiên là thủ ở bên ngoài làm chó làm quen thuộc liền tiếp tục canh cổng cho ta đi la liệt hoạt động hạ thân thể tự ở môn hộ đằng sau hắn không cần khí cũng có thể kiên trì nhưng là hướng bên trong là tuyệt đối không được luyện yêu ngục là cùng loại sơn động địa phương hướng bên trong kéo dài rất xa xôi bình thường âm dương cảnh trở lên người bị đưa vào luyện yêu ngục đều là tiến vào 20 mươi mét trở lên chỗ sau đồng thời dùng đặc thù xiềng xích khóa tại một chỗ không cách nào đến môn hộ hậu phương cái này so ra mà nói lại càng dễ tiếp nhận âm hàn địa phương hiện tại la liệt liền thấy phía trước một chút xiềng xích đều là màu đỏ cái kia là máu nhuộm những ngày xiềng xích đều là trống không không có khóa người trước mắt luyện yêu trong ngục liền la liệt một người làm luyện thể cảnh bình thường mà nói tại cái này nhất môn hộ hậu phương đều là khó có thể chịu đựng tự nhiên cũng liền không quan trọng khóa người chỉ cần không rời đi là được la liệt nghĩ nghĩ đưa tay trái ra tay trái của thánh tổ khắc giết hết thảy thần sư thuật pháp cấm khí chú cũng không coi là bao nhiêu cao minh thì triển tên thần sư kia thực lực cũng không phải đặc biệt đột xuất la liệt tại hắn muốn thi triển cấm khí chú thời điểm liền đi đầu điều lấy một bộ phận khí tiến vào tay trái cái kia cấm khí chú mặc dù có thể áp bách tất cả khí nhập đan điền lại bất lực chạm đến tay trái la liệt cho nên hắn hiện tại vẫn là có thể phát động tay trái của thánh tổ đặt ở đan điền vị trí nhẹ nhàng một chảo kéo một cái cái kia tượng trưng cho cấm khí chú chói buộc tùy theo vỡ vùn la liệt toàn thân khí lại lần nữa sinh động khí tại toàn thân du tẩu cái kia từng tiêu hàn ý lập tức bị thanh trừ sạch sẽ cũng không biết hiệu suất của tiêu giao các như thế nào tại bọn hắn trước khi đến tìm kiếm cái này luyện yêu ngục đến cùng là cái tình huống như thế nào la liệt hướng luyện yêu ngục chỗ sâu nhìn mấy lần hắn trong ấn tượng cái này luyện yêu ngục cũng không có người xâm nhập đến ở giữa nhất tầng bởi vì có thiên tâm cảnh ý đồ tìm kiếm kết quả bị đống thương nội tạng thậm chí đan điền trốn sau khi ra ngoài kém chút sắn không cứu lại được đến thêm nữa cái kia thiên tâm cảnh cường già lời nói hắn khả năng chúng liền đoạn cũng chưa tới đạt thế là bị cho rằng phá toái cảnh đều khó mà đạt tới ở giữa nhất tầng mà bắc thủy quốc mạnh nhất cũng bất quá là mệnh cung cảnh cho nên đến nay không người biết được trong luyện yêu ngục tầng đến cùng là cái gì đã từng là làm cái gì dùng thủy chung là bí mật lại bị dùng để làm làm trừng phạt người ngục giam ta cũng thử một chút có thể đến mức nào muốn nói là liệt đi và thiên tâm cảnh so đấu liền chiến đấu mà nói người ta một ngón tay đều có thể đâm chết hắn nhưng là hắn lại có tự tin ở chỗ này xông một cái khoảng cách tự tin chỗ ở chỗ tố chất thân thể hắn tự tin liền bắc thủy quốc những ngày này tâm cảnh tu luyện đoán chừng đều không có cao cấp công pháp vậy cũng nhất định tố chất thân thể rất phổ thông có thể đi xa như vậy dựa vào là chính là ngày đó tâm cảnh hùng hậu khí quả thật hắn khí không bằng là kém xa tiếp tắp nhưng là tố chất thân thể đủ bồng nha loại này bồng liền thể hiện tại long nộ cái loại người này long nhất sắp tâm hạ đối kháng giống như là vào một đầu âm dương cảnh rồng so đấu thân thể hắn còn chiếm theo một tuyến thượng phong đâu về sau long huyết luyện thể nội tạng có sinh ra thù hộ tố chất thân thể lại lên một tầng nữa, đương nhiên muốn thử một lần. La Liệt sải bước đi thẳng về phía trước, hướng phía trước tiến lên hơn 10 bước, liền có thể cảm nhận được tăng trưởng gấp 3 4 lần âm hàn trình độ. Trong cơ thể hắn khí vận dụng 1 phần 10, tại kích thích toàn thân, khiến cho thân thể của hắn tế bào phảng phất được khôi phục đồng dạng, tản mát ra kinh người nhiệt lượng, có thể chống cự. Tiếp tục tiến lên, ỷ vào thân thể cường hãn, vẻn vẹn dựa vào điểm này luyện thể cấp 5 đáng thương khí, La Liệt liền một đường tiến lên, xâm nhập gần 50m. Lối đi này là có chuyển biến, lại mỗi 10 mét liền có một cái chuyển biến, phảng phất là người vì làm ra. Mà mỗi một cái chuyển biến địa phương đều có xưởng xích, là trừng phạt tội phạm. La Liệt đứng tại cái này chừng 50 mét địa phương ngừng lại, hắn cũng đạt tới cực hạn. Toàn thân khí đều vận chuyển tới cực hạn, lại có cái kia thân thể cường trắng trèo trống, cái này mới miễn cưỡng đến nơi này. Ngay tại hắn phía trước 78 mét địa phương, lại lưu có một ít vết tích, hiển nhiên là đã từng có người tìm kiếm đến chỗ sâu nhất. Cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút nha. Luyện thể cảnh so thiên tâm cảnh kém như thế điểm, nói không nên lời, đoán chừng đều không có người tin tưởng đi la liệt lại quên đi một điểm người ta đến tìm kiếm là chuẩn bị thỏa đáng cầm một chút trang bị thí dụ như nói phóng thích nhiệt độ cao bảo vật nếu không cũng chưa chắc có thể đạt tới sâu như vậy hắn cũng không có cứ thế từ bỏ mà là tại xem xét bốn phía phía trước như cũ có chỗ cua quẹo không cách nào nhìn thấy chỗ tốt nhất đến cùng là cái gì la liệt ngồi xổm người xuống xem xét trên mặt đất cái kia đóng băng tại mặt đất xưởng xích càng là gần bên trong càng là rét lạnh có bất kỳ vật phẩm cũng dễ dàng bị đóng băng lên cho dù là nóng bỏng bảo vật cũng gánh không được loại này thời gian dài âm hàn cuối cùng muốn bị băng phong chỗ khác biệt chính là cái khác xưởng xích mặc dù có rất dày tầng băng đóng băng nhưng đều là tản mát ở bên ngoài duy chỉ có la liệt trước mặt cái này một cái lộ ở bên ngoài chỉ có một bộ phần một phần khác lại là xâm nhập băng bích bên trong la liệt nghĩ nghĩ đột nhiên ra quyền trọng kích ầm uhm, băng bích bị nện ra một cái hố bã vụn vẩy ra hắn xoay người lại lấy đồng dạng lực lượng nện đối diện băng bích đồng dạng là ném ra cái hố. Khác biệt là, hai cái vị trí này trong khoảng cách bên trong tương đương, tiếp nhận đồng dạng khí âm hàn tẩy lễ, tao ngộ đồng dạng lực lượng đập nện, kết quả hai cái hố lớn nhỏ chiều sâu lại không giống. Bạn đang xem thánh tổ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. La liệt đánh trước băng bích hố sâu chừng nửa mét, một cái khác mới hơn 10 cm, một nửa chênh lệch. Hắn cúi đầu nhìn nhìn lại cái kia xâm nhập băng bích xưởng xích, không phải là có người làm đoạn mất xưởng xích, muốn mở ra một cái thông đạo ra ngoài đi. Ở cái địa phương này bị khóa, hiển nhiên thực lực rất không bình thường nha còn có thể nghĩ biện pháp đào tàu càng không đơn giản nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhìn xem người này trốn không có đào tàu la liệt huy quyền oanh kích ở chỗ này cũng không ai có thể nhìn thấy hắn tự nhiên không cần giấu giếm khố đang hữu long thi triển những vật kia đấu long tôn vương quyền thiên địa đại thế chi sơn thế toàn bộ làm dùng đến bạo lực oanh kích bản thân liền bị người đánh xuyên qua qua mặc dù sau đó tới bị khí âm hàn tẩy lễ thời gian lâu dài một lần nữa đóng băng lại còn lâu mới có được địa phương khác như vậy kiên cố, khó mà đánh xuyên qua. La Liệt liên tục đánh ra hơn 100 quyền, cái này tầng băng liền bị mở ra hơn 5 mét chiều sâu. Không giống với bên ngoài, trong này, khí âm hàn cũng không phải là dễ dàng như vậy chảy vào, càng là vào bên trong đi, ngang ngược mở một cái thông đạo biện pháp liền tương đối dễ dàng một chút. Chờ đến hơn 30 mét thời điểm, nơi này rất khoát không phải như vậy âm lãnh, mà lại cũng không có gì tầng băng. Thật xuất hiện một đầu người vì mở ra thông đạo. Phán đoán của ta không sai. Người này thật mạnh, liền cái này tầng băng nếu là không có người này đánh xuyên qua qua nghiêm trọng phá hư qua lấy năng lực của ta hơn 10 mét độ dài thời điểm không phải ta có thể đánh đến động la liệt tiến vào lối đi kia bên trong rất hẹp liền dung nạp một mình hắn nhưng thân cúi đầu tiến lên bên trong rất đen hắn lấy ra dạ minh châu chiếu sáng thông đạo phi thường sâu hắn đi lại gần 600 trăm mét cũng không có đến cuối cùng nhưng từ đầu đến cuối đều là hướng về một phương hướng đi hẳn là muốn chạy trốn ý tứ nhưng đến hơn 700 trăm mét về sau lại đột nhiên xuất hiện một cái 90 độ chuyển hướng. Cái này chuyển hướng, căn cứ phương hướng phán đoán, lại là vào bên trong, cũng chính là luyện yêu ngục sâu nhất tầng phương hướng. Ừm, người kia vì sao không trốn đi, ngược lại vào bên trong đi? Chẳng lẽ hắn bản ý liền là hướng tìm tòi nghiên cứu luyện yêu ngục sâu nhất tầng bí mật, không đúng, nếu là nào như vậy tất đánh xuyên qua đến hơn 700m mới chuyển hướng, ba trăm m là được. Đại khái là hắn phát hiện cái gì đi. La Liệt nghĩ như vậy, liền dọc theo thông đạo chuyển biến, lần này vẫn là thẳng tắp. Hắn là vừa đi vừa vào trong luyện yêu ngục phương hướng so sánh phát hiện rất nhanh liền vượt qua hắn tại trong luyện yêu ngục có khả năng đạt tới 50 mươi mét chiều sâu dọc theo thông đạo nhanh chóng hướng về phía trước ước chừng 130 đến gạo thời điểm vút cục đạt đến cuối cùng nơi đây lại lần nữa có cái kia hơi lạnh thấu xương nơi này hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể ngược lại nhìn thấy một chút mơ hồ chữ dùng dạ minh châu chiếu đi lên xem xét nội dung rất đơn giản liền là cái kia mở thông đạo người nhắn lại vốn là kẻ chắc chắn phải chết tìm được một chút hy vọng sống tìm đường chạy trốn bên trong sinh lòng cảm ứng trong luyện yêu mục tất có trọng đại thần bí nhưng mang cho ta tân sinh theo đến tìm kiếm cơ duyên không muốn thể nội lại bị người hạ độc độc phát sắp đến vô lực hồi thiên đặc biệt nhắn lại người hữu duyên ta đem lấy đặc thù bí kỹ mạnh khai thông đạo vô luận có thể hay không thông suốt luyện yêu mục chỗ sâu nhất ta đều đem hài cốt không còn như chưa thể thông mở cũng chắc chắn khoảng cách không xa nhìn người hữu duyên không muốn từ bỏ mở ra cái này bắc thủy quốc thần bí nhất vị trí có thể đến bất thế cơ duyên lại sau này một ít chữ quá mơ hồ đã thấy không rõ lắm miễn cưỡng phân biệt một ít chữ dường như hy vọng người hữu duyên vì đó báo thủ loại hình làm sao đã ở tại thi triển bí kỹ thời điểm đưa tới lực lượng trùng kích vào bị hủy diệt căn bản là không có cách phân biệt la liệt cũng không nhịn được thổn thức người này đủ thật đáng buồn lúc đầu chết chúng được sống cơ duyên gần trong gang tấc lại độc phát thân vong ngược lại là hắn chỉ là luyện thể cảnh không có chút nào hy vọng tìm kiếm luyện yêu ngục chi bí lại bởi vậy tìm được thời cơ luyện yêu ngục chi bí bất thế cơ duyên gần trong gang tấc. Làm sao La Liệt nhà mình biết chuyện nhà mình, đừng nói khả năng này còn có vài mét thậm chí mười mấy thước khoảng cách, lấy phán đoán của hắn, đừng nhìn âm hàn trình độ cũng không phải là hắn chịu không được, nhưng đây quả thật là nhất khí âm hàn quanh năm suốt tháng đóng băng, trình độ bền bỉ tuyệt đối là biến thái cấp, dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Tiếp theo, liền xem như đánh vỡ, liền ở trong đó âm hàn, hắn đi vào, cũng lập tức bị đông thành băng côn không thể. Thực lực của hắn mới đạt tới 50 mét địa phương, mà từ hắn hiện tại chỗ chỗ ngồi phán đoán, chỗ sâu nhất cực có thể là chừng 200 thước chiều sâu, không chết cóng hắn mới là lạ chứ. Cho nên la liệt sầu muộn. Làm sao bây giờ đâu? Vương Đô, trong tiêu giao các, có hai người trẻ tuổi đang uống rượu. Một cái là tiêu giao các tại Bắc Thủy Quốc phân bộ người phụ trách, tên gọi Cao Sấm, tuổi tác 27, có thể tại ở độ tuổi này làm đến vị trí này, chẳng những là thực lực biểu tượng, càng là bối cảnh hùng hậu. Một người khác rõ ràng là Huyền Long Vương Sùng Hầu Hồ, Hồ Nhi Tử, Sùng Chiến Nguyên, Sùng Huynh, ngươi bàn cờ này thế nhưng là hạ đủ lớn nha cao sấm nhích rượu hướng sùng chiến nguyên giờ ngón tay cái lên sùng chiến nguyên thổn thức mà nói lần này kế hoạch rất chu toàn suy chỉ có không nghĩ tới la liệt tạp trùng kia trong tay lại có tiêu giao ngân long lệnh kém trước hỏng đại sự của ta may mắn lam thải linh nữ nhân kia đề cập với ta cùng nhìn thấy la liệt tại trong tiêu giao các thân phận dị thường để cho ta liên tưởng đến sớm chạy tới tìm cao huynh bằng không thì hư chuyện càng may mắn có ngươi mới có thể đè xuống tiêu dao ngân long lệnh sự tình nếu không kế hoạch của ta liền toàn bộ thất bại ngược lại khả năng đem mình cho hại. Điều này nói rõ trời cao cũng là chiếu cố ngươi, Cao Sấm cười to nói. Đúng vậy a, à, ai có thể nghĩ tới, ta và Cao Huynh là quen biết cũ, là hảo huynh đệ đâu, Sùng Chiến Nguyên nói. Nói đến hai người vẫn là hai năm trước nhận biết, lúc ấy Sùng Chiến Nguyên có Sùng Hồ Hồ An bài cao thủ làm bạn đi ra ngoài lịch luyện, kết quả ngoài ý muốn cứu được Cao Sấm, có này bọn hắn thành bằng hữu. Hai người nâng ly cạn chén, vài chén rượu hạ đỗ, đều có chất điểm men say. Cao Sấm nói, Chiến Nguyên nha, người đứa ta có ân cứu mạng, ta cao sấm là giảng nghĩa khí lần này ta liều tính mạng giúp người đè xuống tiêu dao ngân long lệnh sự tình người phải biết cái này nhưng liên quan đến tiêu dao các vinh quang danh dự nếu là bị người biết coi như ta là tổng bộ trưởng lão đệ tử cũng có thể là bị tru sát người nhất định không thể có nửa điểm sai lầm nhất là cái kia tuyết băng ngưng yên tâm đi tuyết băng ngưng hiện tại sống hay chết còn chưa nhất định đâu nàng làm không được chuyện gì về phần người khác ha ha cái này cần phải cảm tạ các người tiêu dao các làm việc điệu thấp ngay cả tông lão viện lão già đều không có mấy cái nhận biết tiêu dao ngân long lệnh như thế nào chuyển đi sùng chiến nguyên nói cái kia liễu hồng nhan đâu la liệt đâu cao sấm đừng nhìn có chút men say lại càng thêm cẩn thận sùng chiến nguyên đắc ý nói liễu hồng nhan tự cho là đúng lúc đầu dựa theo ta vốn có kế hoạch là đặc biệt nhằm vào nàng kết quả la liệt xuất ra tiêu giao ngân long lệnh để chúng ta đều có cải biến liễu hồng nhan sau khi biết được liền muốn mượn lực tiêu giao các sự tình làm bọn ngựa bắt vẻ ở phía sau hoàng tước thật tình không biết chúng ta tới làm hoàng tước phía sau rắn la liệt ha ha cao huynh ngươi cảm thấy la liệt còn có thể lật trời không thành hắn hiện tại đoán chừng sắp bị đông lạnh đi lên lấy thực lực của hắn nhiều lắm là trèo chống ba năm ngày liền đến cực hạn khi đó hắn liền triệt để bị ta khống chế nghĩ hắn chết hắn nhất định phải chết nghĩ hắn sống hắn liền nếu nghe ta tiếp theo còn có thể tiếp mượn nhờ sinh tử của hắn đến giải quyết những cái kia già nam ly vương trong quân đội người dạng này chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay đem liễu hồng nhan nắm giữ duy nhất có thể chống đỡ ta dùng nhà lực lượng giải quyết cho buộc nàng thoái vị liền dễ dàng cao sấm lắc đầu thật là phiền phức có cần phải dạng này sóng tốn thời gian a sùng chiến nguyên nói đây cũng là không có cách nào bắc thủy quốc suy yếu lâu ngày xung quanh mấy cái vương quốc đều nhìn chằm chằm phu luận là liễu hồng nhan vẫn là chúng ta làm việc đều có một cái tiền đề liền là tận lực đừng dẫn phát nội chiến như thế chúng ta liền là trai có tranh chấp để người ta đến bén cho nên lẫn nhau xuất thủ đều tận lực tại cực hạn chịu đựng phạm vi bên trong như không phải như vậy tuyết băng ngưng trực tiếp giết chính là chính là sợ gây nên lỗ hồng nhan liều lĩnh phát phát động chiến tranh cái này là tiểu quốc bất đắc dĩ à thật sự là phiền phức nha cao sấm nói không kéo những thứ vô dụng này ngươi có thể có nắm chắc không cho ta đè xuống tiêu dao ngân long lệnh sự tình bại lộ vậy là được đến uống rượu uống rượu vắt hết óc la liệt hao tốn gần hai ngày rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp hắn đi đầu đường cũ trở về kiểm tra một hồi cũng không có người mở cửa liền dùng cái kia đánh nát khối băng một lần nữa đem cái kia lỗ thủng cho chắn bởi vì thật sự là quá mức âm hàn không có một lát sau so liền một lần nữa đóng băng không đủ một giờ liền từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong thông đạo, không nhìn kỹ, thậm chí phát hiện không đến. Một lần nữa trở về cuối thông đạo, lấy ra cao cấp thông linh ngọc bích, trực tiếp liền tiến vào. Hào quang lóe lên, La liền liền lấy Khố đăng Hữu Long thân phận lại lần nữa xuất hiện tại cái kia Long Linh Huyễn Giới trên quảng trường. Bây giờ Khố đăng Hữu Long tại cái này trong Long Linh Huyễn Giới danh khí nhưng là rất lớn, như cũ có rất nhiều người đều đang điều tra lai lịch của hắn, đồng thời hướng hắn đưa tới mời. Hắn vừa xuất hiện, liền dẫn phát chú ý. Rất nhiều người đều cho là hắn lại muốn đi Long đấu trường, đều chuẩn bị đi long đấu trường chiếm chỗ vị đâu la liệt cự tuyệt tất cả mọi người mời lấy đi dạo tư thái tiến nhập long linh Nguyễn giới phồn hoa nhất một lối đi nơi này hết thầy xen vào hiện thực và hư ảo như không hiểu rõ sẽ còn tưởng rằng một cái khác thế giới chân thật đâu đường phố phồn hoa bên trong là náo nhiệt cửa hàng viêm hoàng đại lục có đồ vật đều có thể ở chỗ này tìm tới cửa hàng mua sắm hắn thỉnh thoảng đi vào một chút cửa hàng cũng mua vài thứ liên quan tới la liệt đối long linh huyễn giới gần như hai mắt đen thu nhận biết cho nên theo người khác Hắn liền là đang quen thuộc Long Linh huyện giới. Thật tình không biết, hết thảy đều là La Liệt cố ý gây nên. Thí dụ như hắn nhìn như đi dạo, kỳ thực là đang tìm kiếm trong Long Linh huyện giới tiêu giao các. Long Linh huyện giới rất lớn, lại cũng không lớn. Lớn chỉ lớn, là cái này phồn hoa khu vực bên ngoài địa phương, có quá nhiều không biết. Không lớn, là phồn hoa khu vực cứ như vậy lớn, cho nên muốn ở chỗ này có một nhà cửa hàng, nhưng là phi thường không dễ dàng. Liền xem như tiêu giao các, cũng chỉ có một cái, mà không có năng lực nhiều thành lập mấy cái tiêu giao các này cũng như nó thế lực của hắn cửa hàng đồng dạng là có các thế lực tổng bộ trực tiếp phụ trách dù sao đối mặt chính là toàn bộ người của viêm hoàng đại lục nhanh nhẹn thông suốt la liền liền đi tới tiêu giao các trước hắn không tiến vào mà là tại cổng đảo quanh chắp tay sau lưng cao mày nhìn xem cái kia tiêu giao các trước cửa phồn hoa một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái kia tư thái cho dù ai đều nhìn ra có chuyện gì nếu là người bên ngoài ngược lại cũng thôi gần đây long linh Nguyễn giới nhất phong vân một trong những nhân vật khố đang hữu long như vậy nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn nha. Cái này tự nhiên cũng đưa tới tiêu giao các người chú ý. Bọn hắn còn an bài một cái thân phận không thấp chấp sự đến đây. Chấp sự, đừng nhìn địa vị không phải đặc biệt cao, nhưng này muốn phân cái gì thế lực chấp sự, giống tiêu giao các chấp sự, đến Bắc Thủy Quốc vương đô tiêu giao phân bộ, nơi đó người phụ trách cao sấm đều muốn rất cung kính nghênh đón, cái này thuộc về tiêu giao các bên trong cao tầng, tại đi lên liền là nắm giữ đại quyền dài ra rồi. Công tử, không biết có cái gì có thể vì ngươi ra sức, chấp sự mặt mỉm cười đường la liệt rất bà khí khoát tay chặn lại ngươi không được để trưởng lão của các người ra nghinh tiếp vị chấp sự này sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là bảo chỉ ý cười dù sao khố đang hữu long đến cùng là la lịch gì như thế nào với cảnh quá thần bí không biết nha có can đảm hành hung long tộc tam công chúa có thể đơn giản sao trưởng lão chúng ta có chuyện quan trọng tạm thời không phân thân nổi la liệt khẽ nói chuyện quan trọng được a à, xem ra ta đến vãn hồi các người tiêu giao các tức sẽ thành trò cười sự tình cũng không trọng yếu nha đã như vậy quên đi xoay người rời đi trong lòng lại tại nói thầm nhà ta tại luyện yêu ngục lâu như vậy đều không có người để ý tới xác định vững chắc bên ngoài xảy ra chuyện rồi không chừng vương đô người của tiêu giao các bị sùng nhà làm xong nghĩ muốn hại ta đâu vậy ta còn không ở đây người tiêu giao các tổng bộ phụ trách địa phương bày ra oai nhà hắc không có trưởng lão đến mời ta không bàn nữa coi như trưởng lão tới cũng muốn xuất gia thành ý ân có thể làm cho ta tiến vào luyện yêu ngục ở giữa nhất tầng bảo vật đó mới tính gọi thành ý đâu xem náo nhiệt tâm tính liền là càng náo nhiệt càng tốt nhất là không chê sự tình lớn Điểm này đối với thế kỷ 21 la liệt tới nói, rất rõ, hắn liền tóm lấy điểm này, há miệng một câu việc quan hệ tiêu giao các danh dự, lập tức liền dẫn tới càng nhiều người chú ý. Phải biết, tiêu giao các đối thủ cũng không ít. Lại có liền là la liệt cái này khố đang hữu long bản thân liền hấp dẫn quá nhiều người chú ý, cho nên lập tức liền tụ lại đến rất nhiều người. Thật thú vị nha, vị này khố đang hữu long xuất hiện địa phương, liền nhất định có náo nhiệt. Không đánh long tộc, lại tới làm tiêu giao các, khẳng định có náo nhiệt có người đều cho la liệt đánh lên không yên ổn phần từ nhãn hiệu người là càng ngày càng nhiều vị kia chấp sự tâm có bất mãn nhưng nhìn la liệt lời thề son sát thái độ kiên quyết hắn cũng không dám tùy tiện làm ra phán đoán như thật về quan hệ tiêu giao các danh dự cái kia là rất lớn sự tình dù sao bọn hắn cái này thế lực lớn là lấy thương hội danh nghĩa tồn tại đối với tín dự danh dự đã phá lệ xem trọng chấp sự lập tức trở về cửa hàng rất nhanh vị chấp sự này cùng đi một tên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả đi ra người này vừa xuất hiện liền có người gọi ra danh tự lão này chính là tiêu giao các thất trưởng lão lưu tử ngang cũng là long linh huyễn giới bên trong tiêu giao các địa vị tôn sùng nhất một vị đạt ở tiêu giao các tổng bộ vẻn vẹn kém hơn các chủ và các trưởng lão khác đều xem trọng tiểu hữu tìm ta lưu tử ngang thái độ ôn hòa cũng không có loại kia cao cao tại thượng ngạo khí ta muốn tìm chính là tiêu giao các cao tầng ngươi là thất trưởng lão lưu tử ngang đi la liệt đợi lưu tử ngang gật đầu hắn mới tiếp tục nói nói cho ngươi cũng được ân việc này quan hệ đến các ngươi tiêu giao các danh dự muốn ở chỗ này nói Lưu Tử Ngang cười một tiếng, đã tiểu hữu đều nói thẳng ra việc quan hệ ta tiêu giao các danh dự, không ở nơi này nói, bọn hắn liền sẽ không đoán mò, lung tung truyền bá lời đồn a, à, không bằng ngươi ngay ở chỗ này nói ra đi. Phần khí độ này, phần này ổn trọng, phần tự tin này, lần thứ nhất khiến La Liệt có loại đối mặt chân chính cao nhân cảm giác. Trước đó nhìn thấy, nào có một cái có thể so sánh Lưu Tử Ngang. La Liệt nói, tốt a, à, vậy ta liền nói thẳng, vài ngày trước, ta đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình nhìn thấy một kiện chuyện thú vị, lúc đầu không có để ở trong lòng hôm nay nghe nói phim này mà xảy ra bất chắc nếu là trễ xử lý khả năng các người tiêu giao các đối ngoại tuyên truyền một ít chuyện thí dụ như cam đoan của các người danh dự của các người liền phải bị to lớn hoài nghi nếu là bị đối thủ cạnh tranh nắm lấy cơ hội sợ là ảnh hưởng sẽ rất lớn nha tiểu hữu xin báo cho là chuyện gì lưu tử ngang nói cái này sao la liệt cố ý nghiêng đầu nhìn trong cửa hàng container bên trên một chút bảo vật ý tứ này chỗ nào giấu giếm được lưu tử ngang hắn mỉm cười nếu như tiểu hữu nói tới là thật cũng đích thật là vãn hồi tiêu giao các danh dự ta ở đây cam đoan tiểu hữu có thể trong tiệm tùy ý tuyển một tông bảo vật bạn đang xem thánh tổ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim la liệt cười ha hà cái này làm sao có ý tứ đâu bất quá thất trưởng lão thành ý tiểu tử sao dám không đáp ứng vậy thì làm như vậy đi lưu tử ngang cười cười thầm nghĩ đó là cái tiểu hoạt đầu tiểu hữu nên nói ngươi gặp phải thú vị sự tình đi lưu tử ngang nói được la liệt đem sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác lấy ra Ta trước đó vài ngày tại các vương quốc lịch luyện, vừa lúc đi qua Bắc Thủy quốc vương đô, kết quả là nhìn thấy có cái Bắc Thủy quốc thiếu niên cầm tiêu dao ngân long lệnh tại mua mua đồ. Sau khi đi ra, ngay tại môn kia miệng bị người ta vu cáo gian sát vương thân quốc thích, mà thời gian lại là hắn tại trong tiêu dao các mua mua đồ thời điểm. Buồn cười nhất chính là hắn xuất ra tiêu dao ngân long lệnh đến bảo mệnh, thế mà bị người cướp đi lệnh bài, trước mặt mọi người dẫm nát. Ta đây cảm thấy chuyện này thú vị, vậy đối phó thiếu niên người chỉ định phải xui xẻo người nào không biết tiêu giao ngân long lệnh người nắm giữ là các người tiêu giao các quý khách đồng thời tại tiêu giao các mua sắm trong lúc đó tuyệt đối bảo hộ còn có thể bảo mệnh ba năm cho nên ta cũng không có quá để ý đơn giản liền là các người tiêu giao các vị thiếu niên kia xuất khí thôi ai biết sự tình qua hai ngày sau đó tiêu giao các chẳng những không có ra mặt thế mà còn giúp lấy người ta đến sửa chị thiếu niên này càng buồn cười hơn chính là ngay tại mình cùng bị người nát bấy tiêu giao ngân long lệnh nha thất trưởng lão người nói nếu như chuyện này bị truyền ra tăng thêm đã từng phát sinh qua người nắm giữ mất tích, tử vong sự kiện, có thể hay không bị cho là các người phát ra tiêu giao ngân long lệnh căn bản mục đích là dùng đến âm thầm khóa chặt người khác, ám hại, mưu đoạt người khác bảo bối, chuyện đó đối với người nhóm tiêu giao các ảnh hưởng liền quá lớn. Lưu Tử Ngang sắc mặt thay đổi, kỳ thật La Liệt cũng không biết, cho tới nay, tiêu giao các đối thủ cho tới bây giờ nhằm vào bọn họ, cũng sẽ không thiếu đi phương diện này ác độc công kích, chỉ là từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Như chuyện này thật bị tuyên truyền ra, vậy liền thật đối tiêu giao các danh dự đà kích quá nghiêm trọng chỉ xem nhìn quanh mình một số người kích động hưng phấn mà bộ dáng liền biết có người dự định mượn cơ hội sinh sự mà ngay lập tức đi cha lưu tử ngang đối bên người chấp sự quát cái kia chấp sự chạy vội nhập cửa hàng sau một lát hắn lại trở về ghé vào lưu tử ngang bên tai nói thầm hai câu lưu tử ngang gật gật đầu đối la liệt nói đà tạ tiểu hữu nhắc nhở để chúng ta có cơ hội vãn hồi danh dự làm đáp tạ tiểu hữu cứ việc trong tiệm tùy ý tuyển một tông bảo vật vậy ta liền không khách khí La Liệt trong lòng biết, người ta muốn động thủ khẳng định sẽ rất nhanh, cho nên hắn nhất định phải mau mau chọn lựa có thể trợ hắn tiến vào luyện yêu một chỗ sâu bảo vật, cũng liền không khách khí, trực tiếp tiến vào cửa hàng. Đem đối ứng sự tình thì là, Lưu Tử Ngang cũng không có lập tức đưa ra thân đến, nguyên nhân rất đơn giản. Làm tiêu giao các đối thủ cạnh tranh, thậm chí địch nhân, làm sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này, bọn hắn dối rít ra mặt, lấy các loại hiền lành diện mục, tới mời Lưu Tử Ngang, vì chính là kéo dài thời gian. Để la liệt trong miệng thiếu niên kia chết rồi, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này công kích tiêu dao các cho nên tiêu dao các bên ngoài lộ ra là phi thường náo nhiệt các loại tâm cơ đều đã vận dụng la liệt cười thầm hắn là ưa thích càng có thể kéo trên càng tốt nha dù sao hắn tại trong luyện yêu ngục là không có nguy hiểm ngược lại có thời gian để hắn đi đánh xuyên qua luyện yêu ngục chỗ sâu nhất nhìn xem bên trong ẩn giấu đi bí mật gì đâu cho nên chính hắn vẫn là rất nhanh làm tiêu giao các tổng bộ trực tiếp phụ trách cửa hàng càng là toàn bộ viêm hoàng đại lục địa phương dòng người lớn nhất cái cửa hàng này tự nhiên là tất cả đều là phi thường không bảo vật bình thường. Đương nhiên, đối với trước mắt La Liệt mà nói, đích thật là không phải bình thường. Mà đối với chân chính thế qua việc đời, đồ tốt cũng không phải thả ở bên ngoài, là cần người có thân phận, thí dụ như nói có được tiêu giao kim long lệnh mới có thể đi vào cho nên mới có. Nếu không lưu tưởng ngang như thế nào để hắn tùy ý tùy ý tuyển một tông, người ta cũng là cáo giả rất đâu. Cũng may La Liệt yêu cầu không cao, hắn muốn liền là có thể khắc chế trong luyện yêu ngục âm hàn bảo vật là đủ. Đi qua một phen tìm kiếm, cuối cùng hắn chọn chúng một viên bảo châu tam muội chân hỏa châu tam muội chân hỏa là viêm hoàng đại lục nổi danh hỏa diễm uy lực kinh người cái này may tam muội chân hỏa châu công dụng cũng rất thích hợp bày ra yêu cầu đầu tiên chỉ cần đưa vào một điểm khí đi vào liền sẽ phóng xuất ra nhiệt độ cao đối với ngăn cản âm hàn rất có ích lợi tiếp theo cũng là mấu chốt nhất nếu như dùng khí tại trong hỏa châu du tẩu ba lần liền có thể đem bên trong tam muội chân hỏa cho đánh đi ra lấy tam muội chân hỏa uy lực la liệt phán đoán Đánh xuyên qua cái kia trong luyện yêu ngục sao cùng tầng băng, nên vấn đề không lớn. Chọn chúng ta mỗi chân hòa hắn cũng không có lưu lại, trực tiếp rời đi. Về phần Lưu Tử Ngang như thế nào mau sớm đến xử lý tiêu giao ngân long lệnh bị hủy sự tình, vậy thì không phải là hắn hỏi tới, hắn cần phải làm là một chữ. Nhanh. Từ cao cấp trong thông linh ngọc bích trở về, La Liệt cũng thở dài ra một hơi, đem thông linh ngọc bích thu lại, nhưng tai lắng nghe một cái, an tĩnh nửa điểm âm thanh đều không có, nói rõ không ai tiến đến hắn lúc này mới đem tam muội chân hỏa châu lại lần nữa lấy ra hơi đưa vào một chút siêu khí ông trong tam muội chân hỏa châu lập tức lấp lóe hỏa tinh sau đó la liệt liền cảm thấy nhiệt độ chung quanh nhanh chóng lên cao bốn phía âm hàn đột nhiên biến mất hắn ngược lại là có chút ấm áp rất dễ chịu bảo bối liền là bảo bối nhà la liệt tại lấy tay sờ cái kia cuối băng bích liền không hề tưởng tượng như vậy âm hàn nhìn xem cái kia băng bích bên trên dễ hiểu vết tích là hắn tại phát hết óc nghĩ biện pháp thời điểm thực sự không nghĩ ra được toàn lực xuất thích đánh mấy chục quyền mới xuất hiện một điểm vết tích quá cứng rắn cũng khó trách cái kia bị độc chết người lấy hải cốt không còn làm đại giá cũng không có đánh vỡ la liệt hít sâu một hơi đem tam mụi chân hỏa châu thả tại lòng bàn tay trái nâng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái thể nội đem gần một nửa khí phun trào đi ra xuyên thấu qua ngón trỏ đầu ngón tay tiến vào bên trong đồng thời nhanh chóng du tẩu ba lần ông tam mụi chân hỏa châu tựa như là bị khởi động chú ngữ run lên bần bật đột nhiên sưng lên lơ lửng giữa không trung tam muội chân hỏa châu biến thành đỏ rực hạt châu bốn phía bay vụt hỏa tinh sau đó nổ bắn ra một đạo ngọn lửa cái kia chính là tam muội chân hỏa trong chốc lát la liệt liền cảm thấy trên người mình quần áo muốn bị tự nhiên ngay cả tóc lông mày đều như là hắn vội vàng thi triển theo gió vượt sóng long hành thuật như thiểm điện hướng về sau bắn ngược ra hơn 10 mét nhanh lùi lại bên trong thấy rõ hai bên băng bích mặt đất đóng băng trong nháy mắt hòa tan thành nước sau đó trực tiếp bốc hơi rơi đây cũng chính là một cái chớp mắt công phu cái kia tam muội chân hỏa bắn đi ra, chính giữa phía trước tầng băng. Oanh, Đất dùng núi chuyển vang động truyền đến, La Liệt ở hậu phương đều bị chấn đứng không vững, lập tức ngã rơi xuống đất, như không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là bị nện rơi vụn băng, đá vụn cho đập bị thương, đồng thời cái thông đạo này cũng rất có độ rủ phá hỏng ý tứ. Phản ứng nhanh chóng hắn vọt tới trước, bắt lấy ngã xuống tam muội chân hỏa. Từ từ, thiêu đốt cảm giác truyền đến, La Liệt đau quá to một tiếng, run tay ném đi tam muội chân hỏa trâu lòng bàn tay bị đốt bị thương, vẫn còn không có cách ném ra về sau, lại ôm đồng trở về. Không có cách, lại có càng thêm âm hàn khí tức vào tới. Cũng may cái kia nóng bỏng cũng không có tiếp tục bao lâu. La liền nhìn xem tam muội chân hỏa châu, có chút đáng tiếc, cứ như vậy phế bỏ, một khi dùng xong bên trong tam muội chân hỏa, liền không cách nào lại công kích, cũng liền có thể làm một cái phóng thích nhiệt độ cao hạt châu. Làm chú ý tới phía trước tầng băng triệt để bị đánh xuyên, nối thẳng chỗ sâu nhất về sau, hắn cũng không lo được đáng tiếc tam muội chân hỏa châu, khiến cho hạt châu bảo trì nhiệt độ cao, khiến cho hắn không đến mức bị đông thành băng côn thì chuyển theo gió vượt sóng long hành thuật mau chóng đuổi theo một đường thông suốt thẳng tới hơn 30 mươi mét địa phương la liền lại bị chặn đường đi lần này có chút khác biệt là chân chính đến luyện yêu ngục sâu nhất tầng biên giới bởi vì ngăn trở tầng băng rất mỏng trong suốt loáng thoáng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong hắn có thể chú ý tới liền là một chút tản ra âm hàn khí tức cây trúc không sai tất cả âm hàn đều đến từ những trúc kia cây trúc cũng không ít trồng trọt ở nơi đó cũng không biết phải chăng là thời gian quá lâu cây trúc rất thần kỳ không có hủy đi ngược lại đem trong này trực tiếp cho đóng băng thành một cái cự đại băng cầu nói cách khác nếu là la liệt từ đường ngay đi gặp phải đồng dạng là tầng băng trở ngại mà lại càng dày đặc vị trí này cũng bởi vì có vách núi bản thân trở ngại phản mà không có dài như vậy thực đâu kỳ thật cái này ở giữa nhất tầng một tầng đóng băng càng là kiên cố la liệt cũng biết rõ điểm này hắn liền đem tam muội chân hỏa châu thả ở phía trên quả thật bên trong tam muội chân hỏa hao hết nhưng làm chứa đựng tam muội chân hỏa bảo châu tự thân liền như là bị tam muội chân hỏa lâu dài rèn luyện đồng dạng, đồng dạng có một chút tam muội chân hỏa cạn bã, trải qua quá khí kích thích, phóng xuất ra, còn có thể hòa tan một điểm tầng băng. La liền liền đem tam muội chân hỏa châu để vào hòa tan đi ra lỗ nhỏ bên trong, để nó không ngừng hòa tan tầng băng, đồng thời bản thân hắn cũng phát động thiên địa đại thế chi sơn thế, đồng thời thi triển đấu long tôn vương quyền, chiến lược mạnh nhất xuất kích, nện tầng băng. Bởi vì biết được tiêu giao các tổng bộ muốn hỏi đến tiêu giao ngân long lệnh bị hủy sự tình, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, cho nên la liệt gần như điên cuồng công kích cũng mặc kệ tiêu hao không tiêu hao điên cuồng đánh bản thân la liệt đã cách đột phá không xa vời lần này tiêu hao như thế sau so bình thường tu luyện còn điên cuồng hơn nhiều lắm mỗi một lần hao hết về sau lại lần nữa khôi phục lại khí thế mà so với ban đầu càng hơn một chút hắn lại có đột phá dấu hiệu cái kia đáng sợ tầng băng vô cùng kiên cố bản thân không phải la liệt có thể đánh vỡ nhưng có ta muội chân hòa châu thả ra nhiệt độ cao bị hòa tan lợi hại cái này cũng liền nhất định tầng băng còn lâu mới có được nguyên lai like như vậy kiên cố lại là không ngừng mà hòa tan quá trình bên trong lại gặp gặp la liệt loại này không muốn sống giống như công kích coi như tác dụng nhỏ thôi điên cuồng như vậy đà kích vẫn là nhất định có tác dụng một ngày sau đó cái kia vốn là không dày tầng băng tại la liệt và tam muội chân hỏa châu dư uy tác dụng phía dưới rốt cục bị đánh xuất hiện vết sách cũng hòa tan rất nhiều muốn hoàn toàn đánh vỡ lại còn không phải dễ dàng như vậy lại qua năm tiếng la liệt cũng không biết lần thứ mấy hao hết khí mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất hắn thở hồng hộc chư thiên long tượng quyết siêu phàm chỗ biểu hiện ra ngoài khôi phục tốc độ cũng rất nhanh chờ hắn cảm thấy không phải như vậy mệt mỏi thời điểm thinh linh phát hiện thể nội khí lại tăng thêm một chút về sau thế mà bỗng nhiên ở trong kinh mạch tự động chấn động phi tốc du lịch đi cuối cùng cỗ này khí quay về đan điền ầm ầm tiếng sấm rền vang tiếng động truyền đến la liệt hồn nhiên run lên cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt hai mắt mở ra ở giữa tinh mang bắn ra bốn phía quần áo đều bị phồng lên mỏi mệt xệt hết ngược lại là toàn thân có dùng không hết sức lực. Đột phá, luyện thể cấp 6. Trừ Thiên Long tượng quyết luyện thể cấp 6 đặc tính, mắt sinh hư điện, lực bạt sơn hà. Mắt sinh hư điện mang ý nghĩa về sau la liệt liền xem như tại đưa tay không thấy được năm ngón đen kỳ chi địa, đều giống như ban ngày, thấy rõ ràng phương viên trăm mét bên trong hết thảy. Lực bạt sơn hà mang ý nghĩa khí lực của hắn bạo tăng, thật sao cái gọi là trời sinh thần lực còn còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Lại thêm hắn bây giờ luyện thể cấp 6 có khí càng nhiều, uy lực mạnh hơn, thể chất cũng càng kinh khủng. La Liệt nhìn xem cái kia đã xuất hiện vết rách tầng băng, cuồng hống một tiếng, như cùng một cái đấu long xông ra. Thiên địa đại thế chi sơn thế hiển hiện, đấu long tôn vương quyền phát động, phối hợp bên trên bây giờ toàn phương vị biến hóa lực lượng, hung man oanh kích. Ầm 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 ầm, soạt. Một hơi hơn 500 quyền nặng oanh phía dưới, cái kia vốn là có vết rách, bị tam muội chân hỏa châu hòa tan bên trong tầng băng rốt cục bị hắn đánh xuyên qua. Xông qua cuối cùng tầng băng, La Liệt cốt cục đạp ở cái này từ không có người tới quan luyện yêu ngục ở giữa nhất tầng. Trong ngày âm hàn trình độ càng thêm đáng sợ, dù là La Liệt cầm Tam muội chân Hỏa Châu, vẫn là cảm thấy vô cùng lạnh, thậm chí hắn phát hiện cái này Tam muội chân Hỏa Châu ẩn ẩn có không chịu nổi, vỡ tan dấu hiệu, dù sao cũng là hao hết Tam muội chân hỏa. Hắn cô nén cái kia chui thẳng cốt tủy thống khổ, trong lòng cũng là có chút may mắn, nếu không phải có Long huyết tẩy luyện, nội tạng có mỏng, mỏng bảo hộ, có thể chống cự loại này âm hàn chỉ sợ cung xương có thể tiếp nhận đội tạng cũng vô lực kháng cự bị đông cứng giết ở chỗ này la liệt nhanh chóng quan sát bốn phía địa phương rất hắc ám bởi vì hắn đạt tới mắt sinh hư điện tình trạng hết thảy với hắn mà nói đều là sáng như ban ngày một chút quét tới nơi đây cũng không có gì đặc biệt phạm vi cũng không phải đặc biệt lớn một mảnh nhỏ cây trúc hết thảy âm hàn nơi phát ra liền là những trúc kia cây trúc bản thân liền là tản ra hàn khí thấu xương mà tại dưới cây cột mà tựa hồ có một tầng có chút thất thải rác thổ nhưỡng nhưng sắc thái đã vô cùng ảm đạm như không phải là liệt hiện tại nhãn lực quá độc ác, sợ là không cách nào phát hiện. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có cái trắng đen sen kẹo bóng ra. Cũng không có gì nha. Đã nói xong bất thế cơ duyên đâu, liền mấy cây cây trúc. Thiệt hỏi ta như vậy, chờ một chút, bóng ra. Viêm hoàng đại lục ở đâu ra bóng ra? La liệt gấp đi qua xem cẩn thận xem xét. Lúc này mới chú ý tới, tròn vo lông xù, tứ chi ngắn nhỏ đều nhanh co lại đến trong bụng đi. Ở đâu là cái gì bóng ra, rõ ràng liền là một bé đáng yêu hùng miêu. Hắn lần nữa xem xét bốn phía, lặp đi lặp lại điều tra, bất kỳ cái gì đồ vật đều không tìm được. Cái gọi là trong luyện yêu ngục thế mà cũng chỉ có hai dạng đồ vật, hùng miêu và cây trúc. Cái này khiến La Liệt rất phiền muộn, hắn vốn cho là đụng tới cái gì vô thượng trọng bảo, lại kém đến điểm võ kỹ thần binh loại hình cũng có thể nha. A, à, chính phiền muộn bên trong, La Liệt liền nghe đến phi thường thanh âm rất nhỏ. Hắn thuận thanh âm tìm đi, kết quả phát hiện, lại là cái kia con hùng miêu tiếng hít thở, xác thực nói hẳn là tiếng ngáy. Hùng miêu thế mà đang ngủ, lại là còn sống. Bạn đang xem Thánh Tổ được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Lần này, La Liệt liền có loại cảm giác không rét mà run. Không nói trước nơi đây âm lãnh trình độ, hắn trong tay cầm cái kia ta muội chân hỏa châu đều đã bị đông cứng xuất hiện từng tia vết dạn. Ai có thể ở chỗ này bình yên chìm vào giấc ngủ nha, cái này sức thừa nhận, mệnh cung cảnh là tuyệt đối không cách nào làm được. Mối chốt là có thể tại loại này luyện yêu ngục không biết bao nhiêu năm, dựa theo La Liệt biết, Bắc Thủy Quốc Kiến Quốc mới bắt đầu, luyện yêu ngục liền tồn tại, cái kia chính là một hai trăm năm lâu nha. Mà lại nói cái này hùng miêu, hắn lại tới đây, làm ra nhiều động tĩnh lớn, hùng miêu như là đơn thuần đi ngủ, tất nhiên bị đánh thức, cái kia chỉ có một lời giải thích, liền là hắn từ đầu đến cuối đều đang ngủ say, là ngủ say tại trong luyện yêu ngục. Luyện yêu ngục, yêu chỉ không phải liền là yêu thú a, à, cái này hùng miêu kỳ thật liền là một loại gấu, không phải là yêu thú. Chẳng lẽ lại luyện yêu ngục trấn áp liền là nó? Nghĩ đến đây, La Liệt đã cảm thấy phía sau lưng ứa ra hơi lạnh, nếu là như vậy, đó là cái phi thường khủng bố yêu thú không thành. Nhìn xem hùng miêu, hắn ý niệm đầu tiên là rút đi, trước khi đi đem những chút kia cho du tập nghiệm lại rất không cam tâm hắn mở ra túi càn khôn tìm kiếm nhìn xem có cái gì có thể cần dùng đến kết quả bị hắn tìm được yêu hoàn yêu hoàn là bá vương thí luyện cửa thứ tư ở bên trong lấy được ba món đồ một trong bởi vì yêu hoàn là nhằm vợ yêu thú cho nên la liệt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dùng qua yêu hoàn có phân chia mạnh yếu phổ thông yêu hoàn rất phổ biến trói buộc một chút luyện thể cảnh âm dương cảnh yêu thú trở thành pet mà cao cấp rất ít gặp có thể làm được để một chút thiên tâm cảnh mệnh cung cảnh thậm chí phá toái cảnh yêu thú trở thành pet. Còn có một số trong truyền thuyết yêu hoàn có thể đi cưỡng chế vô lậu kim thân cấp độ yêu thú trở thành pet. Tại yêu hoàn này là bá vương lưu lại, bá vương cỡ nào thiên tài là có rất lớn cơ hội thành tựu vô lậu kim thân, chỉ là bởi vì trước kia ám thương mới đưa đến mất sớm, lấy thân phận địa vị của hắn, sau lưng lưu lại bảo vật há có thể là hời hợt. Mặt khác hai loại, bá vương lệnh có thể thành vì bá vương, hạt châu là giúp ta lĩnh ngộ thiên địa đại thế chi sơn thế, cho nên yêu hoàn này lại kém, quý giá trình độ cũng không thể so với hạt châu kém, thậm chí cao hơn, nếu không cao cấp yêu hoàn, cố nhiên là ít, nhưng còn không đến mức hiếm thấy đến và bá vương lệnh và hạt châu cùng thả cùng nhau. Như vậy yêu hoàn này là có khả năng vì cấp cao nhất. La Liệt nghĩ như vậy, trong đầu cũng hiện ra yêu hoàn sử dụng chi pháp. Yêu hoàn sử dụng ngược lại là đơn giản. Bình thường yêu hoàn là chỉ cần một giọt máu liền có thể khiến yêu hoàn mặt ngoài hiện hiện một chút đồ văn, sau đó đưa vào khí, có thể để nó phóng đại hoặc là thu nhỏ, bọc tại yêu thú cổ hoặc là trên đầu. La liệt nhỏ một giọt máu, cái này may yêu hoàn không phản ứng hắn nháy mắt mấy cái lại nhỏ một giọt vẫn như cũ là không phản ứng hòng không thể bá vương há có thể lưu lại tàn thứ phẩm hắn đều không ngừng nhỏ máu cuối cùng liên tục nhỏ vào chín giọt máu yêu hoàn này mới tách ra một sợi hào quang nhỏ yếu mặt ngoài cũng hiện ra từng tia đồ văn càng là có một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt yêu hoàn này giống như là đến từ rất cổ lão thời đại hắn đưa vào khí lần thứ nhất toàn bộ đưa vào bất mãn tiếp tục liên tục hai mươi bảy lần yêu hoàn này mới bị tức lấp đầy sau đó la liệt đối hùng miêu ném đi soát yêu hoàn lập tức thả lớn hơn rất nhiều bọc tại hùng miêu trên cổ ân tạm thời nói là cổ đi cái này căn bản là cái bóng da nơi nào có cổ nhà làm bị yêu hoàn bộ định hùng miêu tiếng ngáy bỗng nhiên dừng lại tiếp lấy mở to miệng phát ra càng thêm thâm trầm tiếng hít thở kết quả những chút kia phát ra âm lãnh hàn khí hết thảy hướng nó trong miệng mũi dũng mãnh lao tới la liệt cũng lập tức cảm thấy không phải lạnh như vậy kể từ đó cái kia nguyên bản cây trúc phía dưới mặt đất thổ nhưỡng vì thường ảm đạm thất thải sắc thế mà bắt đầu tăng thêm khiến cho cái này đen kịt không gian bắt đầu có ánh sáng màu có ánh sáng sáng hùng miêu trên thân cũng bắt đầu tàn mát ra sinh mệnh khí tức ánh mắt của hắn chính phải cố gắng mở ra đứng ở một bên quan sát la liệt cũng bé nhẹ phát hiện yêu hoàn đang hơi rung động hắn đưa tay chạm đến muốn nhìn một chút yêu hoàn phải chăng lọt vào hùng miêu chống lại kết quả đầu ngón tay vừa mới chạm đến liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong yêu hoàn tuôn ra thấu qua đầu ngón tay của hắn chảy qua cánh tay thẳng vào đầu của hắn một bộ tràn ngập hồng hoang khí tức hình tượng hiện hiện trong đầu cái kia là một con tre khuất bầu trời bàn tay đột ngột xuất hiện thăm dò vào một cái bầu trời vỡ vụn bên trong khu cung điện mà bên trong khu cung điện có như vậy một góc trượt lóe lên la liền lại chú ý tới nơi đó có hai chữ thiên đình vỡ vụn thiên đình vô tận thi cốt máu tươi bị cái này bàn tay khổng lồ thu lấy tinh luyện phong nhập một viên trứng bên trong cái này mai trứng bị đặt vào một cái có trồng khổng lồ băng trong rừng trúc lại bốn vệ thiết hạ vô số huyền bí đây cũng là luyện yêu ngục hình tượng nhất truyền thiên băng địa liệt chiến đấu nhiều lần hiện dư ba phá hủy băng rừng trúc luyện yêu ngục bị phá hư bị đánh xuống dưới đất lại trải qua không biết bao nhiêu năm luyện yêu ngục lại lần nữa trồi lên mặt đất mà cái kia trứng sớm đã phá vỡ bên trong xuất hiện rõ ràng là cái này con hùng niêu, ngây thơ hắn chỉ biết là khóc thẳng đến có một ngày đầu nổi lên bạch quang dường như ký ức khôi phục hắn bắt đầu ăn cây trúc ăn một cây cây trúc ngủ một trăm năm cuối cùng cây trúc chỉ còn lại có những này la liệt đến hắn nhìn xem cái kia còn đang hấp thu băng trúc âm lãnh hàn khí hùng miêu tự lầm bầm nói đây là giữa thiên địa đàn sinh thứ một con hùng miêu còn lại nó là trứng sinh bởi vì hùng miêu hấp thu băng trúc âm lãnh hàn khí tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh cho nên la liệt nhiều ít vẫn là có chút bận tâm người của tiêu giao các hỏi tội đến cứu hắn sẽ phát hiện từ mà bị cướp đi hùng miêu không nói hùng miêu lai lịch thần kỳ đơn thuần liền loại này đáng yêu bộ dáng liền để la liệt rất ưa thích là lấy hắn không ngừng đến lối vào cha nhìn một chút. Môn vẫn luôn là quan bế. Cái này đặc chế môn, trong ngoài cách âm quá tốt, dù là bên trong thanh âm lại lớn, bên ngoài cũng nghe không được, đồng dạng thanh âm bên ngoài, bên trong cũng nghe không được, cho nên la liệt cũng không biết bên ngoài là không có chuyện phát sinh. Hắn chỉ hy vọng tạm thời không người đến quấy giày liền tốt, cho nên môn đóng, là hắn hy vọng nhìn thấy, lúc này một lần nữa trở về. Ước chừng hai sau ba tiếng, nơi này biến hóa liền lớn. Đầu tiên, âm hàn trình độ chợt giảm, ngay cả la liệt cầm tràn đầy vết dạn tam muội chân hòa châu đều cảm giác không thấy nửa điểm hàn ý tiếp theo bằng chúc cũng không biết đến cùng tên thật là gì như thế nào bảo vật theo âm lãnh hàn khí bị hấp thu mà lại là quá độ hấp thu bằng chúc nhìn qua có chút khô héo dáng vẻ còn nữa cái kia trồng bằng chúc thổ nhưỡng tỏa ra thất thải quang mang đã phá lệ cường thịnh đều có từng điểm từng điểm chướng mắt phảng phất bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người sống như cuối cùng hùng miêu cái kia tròn vo bóng ra bộ dáng rốt cục phát sinh cải biến cái bụng rút nhỏ đem gần một nửa cho dù nhìn như vậy đi lên cũng rất mập la liệt có thể xuyên thấu qua yêu hoàn vi rượu phát giác được hùng miêu đang chậm rãi thức tỉnh bên trong loại này thức tỉnh là thân thể cơ năng toàn diện khôi phục thậm chí hắn có loại tương đối không thể tưởng tượng cảm ứng giống như hùng miêu trước đó ăn bằng trúc chính nương theo lấy âm lãnh hàn khí hấp thu tại bị tiêu hóa đồng thời cũng là tẩy lễ nó thân thể vì đó chế tạo một bộ phi thường không tầm thường thân thể dù sao vô luận người cũng tốt yêu thú cũng được muốn thành thánh cơ sở điều kiện mãi mãi cũng là thân thể thời gian như nước Hùng miêu hoàn toàn khôi phục quá trình cũng không phải là ngắn như vậy tạm ngồi xổm ở một bên quan sát la liệt nhìn một chút ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến cái kia từng bước khô héo băng trúc phía trên mỗi một cây băng trúc bên trong đều có một sợi âm lãnh hàn khí tràn ra hội tụ vào một chỗ tựa như một đầu khí chi hà lưu tiến vào hùng miêu miệng cũng không biết sao cứ như vậy nhìn mấy lần la liệt ánh mắt liền không rời ra hắn phảng phất nhìn thấy cái kia khí chi hà lưu bên trong có núi có biển có mây có trời có nhật nguyệt một loại không hiểu cảm ngộ xuất hiện trong lòng la liệt đầu não biến đến vô cùng không minh tươi mát cúi đầu nhìn xem hùng miêu không biết sao nhớ lại đã từng nhìn qua trường giang hoàng hà miệng bên trong tự lầm bầm nói quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến chảy xiết đến biển không còn về hoàng hà chi thủy trên trời tới nước trên trời tới thiên đình hắn cái kia vốn là rõ ràng trong suốt tốt như thủy tinh trong đầu lại lần nữa hiện ra phương mới nhìn đến bộ kia lộ ra hồng hoang khí tức hình tượng một con tre khuất bầu trời đại thủ thăm dò vào vỡ vụn thiên đình bên trong cái tay kia từ trên trời giáng xuống tựa hồ hóa thành nước thiên địa đại thế chỉ thủy thế la liệt bỗng nhiên hiểu được vậy nơi nào là một cái tay mà là thiên địa đại thế chỉ thủy thế lại là đem thủy thế thăng hoa đến một cái không thể tưởng tượng trình độ hiện ra đạt tới kinh người độ cao về sau giữa thiên địa hết thảy nước đều tận về ta nắm trong tay tâm chi sở trí nước chỉ sở trí nước thủy thế nếu là không có trải qua thế núi la liệt tuyệt đối sẽ không có như vậy cảm ngộ càng thêm không có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ hoàn toàn là trải qua tìm hiểu ra thế núi nắm giữ thế núi mới làm hắn bây giờ trong đầu lại lần nữa nổi lên hình tượng không còn là một cái tay mà là một đạo nước là thủy thế tinh thần của hắn cũng giống như bị cái kia nước cuồn cuộn mà động thăm dò vào vỡ vụn thiên đình hình tượng rung động tức thì bị dẫn dắt dường như đứng tại nước này lưu bên trong thủy chi chảy xiết thủy chi trầm ổn thủy chi biến hóa thủy chi nhu các loại đều bị hắn hoàn toàn thể hội ra tới thủy chi lớn như biển như trời nước nhưng chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần thiên địa chi bí cái kia không phải là hữu dung nãi đại a à. càng nghĩ la liệt cảm ngộ càng sâu trong mắt của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua hiện ra hai cái đầm nước chiếu rọi thiên địa vạn vật phía sau càng là trong mơ hồ có dòng nước động thanh âm phương viên trăm mét bên trong thiên địa nguyên khí hội tụ tại nó phía sau bắt đầu phát họa thành dòng nước ngộ thủy thế nếu như bị người của long linh huyễn giới biết khố đang hữu long thế mà tại lĩnh ngộ thủy thế đồng thời đã có hình thức ban đầu nhất định sẽ dẫn phát đại động đãng thậm chí lan đến gần thánh nhân đại động đẳng. Bởi vì, viêm hoàng đại lục từ xưa đến nay, chưa hề có một người có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại thiên địa đại thế. Cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp làm đến. Theo như truyền thuyết, có một vị thánh nhân đã từng bỏ ra tới ngàn năm đến lĩnh ngộ loại thứ hai thiên địa đại thế, thánh nhân nhà, đối với thiên địa nhận biết thật đáng sợ, bọn hắn chỉ cần một chút, liền có thể nhìn thấu, có thể coi là là nhìn thấu, biết nó ảo diệu thậm chí so loại kia thiên địa đại thế người sở hữu đều rõ ràng hơn làm sao liền là bất lực tu thành từ đó mới có thiên địa đại thế một người vĩnh viễn chỉ có thể nắm giữ một loại thuyết pháp loại thuyết pháp này trải qua vô số thời đại vô số tuế nguyệt đạt được nhất trí tán thành cũng đã thành chân lý như là khát uống nước đói bụng ăn cơm đồng dạng là thiên cổ không đổi cơ sở nhất trí thức bây giờ la liền lại tại đánh vỡ chân lý này hắn tại thủy thế phương diện cảm ngộ càng ngày càng cường thịnh cái kia phía sau hiển hiện dòng nước cũng rõ ràng trong hai con nguy đầm nước cũng phát sinh biến hóa không còn là chiếu rọi thiên địa đầm nước mà là màu vàng nước sông đang lao nhanh khi hắn lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu phía sau nước sông cũng biến thành màu vàng từ trên trời giáng xuống đúng như câu kia hoàng hà chi thủy trên trời đến chảy xiết đến biển không còn về trạng thái khí thế hùng vĩ hùng vĩ một câu rất lành tượng hình dung hoàng hà chi thủy cũng thành tựu la liệt sơn nay chưa từng có cái thứ nhất có được hai loại thiên địa đại thế người hô hơn nửa ngày la liệt mới thở dài ra một hơi hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ thủy thế và thế núi chỉ tốt ở bề ngoài lại cũng có được đặc biệt huyền bí lại nhắm mắt lại cẩn thận dư vị cảm thụ một chút thủy thế la liệt tâm tình vui vẻ hắn cũng biết một người chỉ có thể nắm giữ một loại thiên địa đại thế đây là hắn nhìn qua rất nhiều quan ở thiên địa đại thế trong thư tịch đề cập cơ bản nhất một câu nếu là đổi lại người bên ngoài khả năng liền xem như có lĩnh ngộ cũng sẽ buông tha cho bởi vì nhận định không có khả năng có được loại thứ hai thiên địa đại thế la liệt khác biệt hắn tin tưởng vững chắc cái kia thần kỳ khó lường thánh tổ truyền thừa sẽ mang lại cho mình lớn nhất thần kỳ cho nên hắn giữ vững được xuống dưới kết quả cũng đích thật là để hắn thành công có được thủy thế thánh tổ truyền thừa còn sẽ mang cho ta bao nhiêu thần kỳ đâu la liệt càng ngày càng đối thánh tổ truyền thừa có chờ mong cảm giác lúc này cái kia băng trúc đã hết thảy khô héo thất thải quang mang lấp lóe thổ nhưỡng càng là có kỳ diệu lưu động hướng ở giữa hội tụ mà những trúc kia dễ lại chưa từng triệt để khô rơi mà là đi theo lưu động hội tụ vào một chỗ vô tận thất thải quang hoa hết thảy chảy vào trong đó sau đó chính là quang mang chói mắt lấp lóe một hồi lâu la liệt mới có thể mở to mắt chờ hắn cái này xem xét không khỏi vì đó kinh ngạc những cái kia thất thải thổ nhưỡng không có bằng trúc dễ không có thay vào đó lại là thất thải trúc sau một lát thất thải trúc lại ảm đạm xuống cuối cùng và phổ thông cây trúc không khác la liền lại biết cái này căn bản cũng không phải là phổ thông cây trúc mà là dùng phổ thông cây trúc để che giấu ở bên trong không tầm thường hùng miêu cũng rút cục mở mắt đồng thời ngồi dậy nhìn hắn nào giống như là nhẫn nhịn bóng ra thân thể ngồi xuống là rất khó khăn liền cười nói về sau ăn ít một chút đi nào biết được hùng miêu dùng đứa bé kia đồng âm trả lời biết ta kêu cái gì sao bán thiên tứ ta chính là thượng thiên ban ân cái này cùng ngươi ăn nhiều ăn ít có quan hệ gì la liệt biết tiềm lực siêu cấp lớn yêu thú xuất sinh liền có thể miệng nói tiếng người cũng không cảm thấy kỳ quái đần ta gọi bán thiên tứ thượng thiên không phải liền là nguyệt a nửa vào nguyệt cộng lại gọi béo hùng miêu bán thiên tứ sửa lấy nghẹn đi xuống cái bụng mục tiêu của ta là muốn ăn thành trăng tròn la liệt trực phiên mát tiểu bán hùng ta trịnh trọng đề nghị ngươi đem mục tiêu cải thành chiếu một chương chụp hình màu càng tốt hơn. Đối với tiểu bán hùng xưng hô, mới đầu còn có chút kháng nghị hùng miêu bị la liệt rất vô tình cực tuyệt, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngược lại là đối với chụp hình màu mà nói, nghe hiểu la liệt phân tích chụp hình màu liền là thải sắc chân dung về sao, tiểu bán hùng lại còn thật để ý, tình cảm cái này tiểu bán hùng còn rất thích trưng diện, làm sao chỉ có màu trắng đen. Có yêu hoàn nguyên cớ, la liệt và tiểu bán hùng liên hệ rất kỳ diệu, không đến mức có thể đọc hiểu hắn tâm tư, lại nhiều ít minh bạch một chút tâm tư động tĩnh cho nên hắn cũng miễn cưỡng có thể biết tiểu bán hùng đối với trở thành thú sủng là căn bản không hiểu là có ý gì đại khái đầu hắn bên trong bị lưu lại ký ức cũng không có đọc lướt qua cái này cho rằng tiểu bán hùng tương lai thành tựu phi phàm thậm chí có thể trở thành thánh nhân đi sao cần nhắc qua thành vì người khác thú sủng đâu bạn đang xem thánh tổ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim la liệt mang theo không ngừng gạm thất thải chúc tiểu bán hùng đi vào phía trước môn hộ vẫn như cũ là đóng thật chặt cái này đến để la liệt có chút kỳ quái làm sao hiệu suất của tiêu dao các thấp như vậy dưới Điều đi qua lâu như vậy, còn không có động tĩnh. Một con thiên loan điều chính trên không trung lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay đi. Thiên loan điều là có được thanh loan huyết mạch, thuộc về cực kỳ cấp cao yêu thú, tiềm lực trưởng thành to lớn, mà cái này thiên loan điều liền là thành niên, có được mới vào phá toái cảnh thực lực, như là hoàn toàn trưởng thành, có thể đạt tới đến phá toái cảnh đỉnh phong, có thể có đại cơ duyên, thậm chí khả năng thành tựu vô lậu kim thân. Dạng này yêu thú làm thú sủng, viêm hoàng đại lục đều rất ít gặp. Mà này thiên loan điều chủ nhân chính là tiêu giao các thất trưởng lão lưu tử ngang lưu huynh chỉ là một cái tiêu dao ngân long lệnh sự tình làm gì ngươi tự thân xuất mã vượt ngang trăm vạn giảm xa đâu thiên loan điều miệng nói tiếng người phát ra hỏi thăm lưu tưởng ngang thậm chí thiên loan điều tiềm lực to lớn cho nên xưa nay không xem như thú sủng đối đãi mà là xưng huynh gọi đệ đây cũng là thiên loan điều cùng hắn một lòng yếu tố mấu chốt một trong chân chính tiềm lực to lớn yêu thú là rất có tôn nghiêm giống cái này thiên loan điều trói buộc hắn yêu hoàn sớm đã bỏ đi tiêu dao ngân long lệnh còn không đến mức để cho ta ra mặt Lưu Tử Ngang khóe miệng tràn ra mỉm cười, cái kia khố đang hữu long thế mà tại Bắc Thủy Quốc Vương đô xuất hiện qua, cái này manh mối, hà có thể đoạn mất, ta tất nhiên muốn mượn cơ hội này tìm tới hắn, như ta phán đoán không giả, Viêm Hoàng Đại Lục trí ít 10 nhà có thể ảnh hưởng đến tình thế của đại lục thế lực lớn, cũng căn cứ tin tức này, chạy tới Bắc Thủy Quốc, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Thiên Loan điều lập tức đem tốc độ phát huy đến cực hạn, như một đạo thanh tuyến vút qua không trung. Bắc Thủy Vương đô, trong tiêu giao các, làm thải linh chính y như là chim non nép vào người giúp vào trong ngực sùng chiến nguyên còn mắt thì trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước cao sấm xác thực nói là cao sấm trong tay cầm lệnh bài cái kia rõ ràng là tiêu dao ngân long lệnh cao sấm tiện tay đem tiêu dao ngân long lệnh vứt cho sùng chiến nguyên sùng chiến nguyên ôm lấy làm thải linh đắc ý nói thấy không đây chính là ngươi nhớ mãi không quên tiêu dao ngân long lệnh đây chính là cái kia để la liệt xem thường người lệnh bài làm thải linh nhớ mãi không quên bị la liệt nhục nhã nghĩ quét xác đồng dạng thanh lý ra ngoài đâu lần này biết được sùng chiến nguyên thế mà và cao sấm là hảo huynh đệ, lúc này mới xin sùng chiến nguyên giúp hắn làm một cái. đừng nhìn sùng chiến nguyên nói là lam thải linh nguyện ý làm hắn thứ chín phòng tiểu thiếp, kỳ thực lam thải linh làm gần với lỗ hồng nhan và tuyết băng ngưng mỹ nữ cũng vẫn luôn là hắn muốn có, tự nhiên đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. lam thải linh nắm qua tiêu dao ngân long lệnh nhẹ nhàng vuốt ve, có nó ta liền không cần sợ la liệt, sợ ai? sùng chiến nguyên ha ha cười nói, màu linh a, à, ngươi có phải hay không choáng váng ngươi cần sợ la liệt a? À? hiện nay la liệt đều sắp bị chết xét đoán chừng có thể hoạt động cũng đánh không lại một người bình thường hắn chỉ có thể mặc cho dựa vào chúng ta bài bố nếu không chúng ta đi xem một chút lam thải linh muốn tìm la liệt xuất ngụm ác khí sùng chiến nguyên suy nghĩ một chút tốt ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn ở trước mặt ta còn có thể hay không mạnh miệng cao huynh cùng một chỗ đi cao sớm cười lắc đầu ta liền bất tiện đi ra cao huynh quá cẩn thận sùng chiến nguyên nói cẩn thận một chút tốt cao sớm cười nói tốt a à, cái kia hai chúng ta đi cáo biệt cao sấm sùng chiến nguyên và lam thải linh liền tới đến tông lão viện địa bàn quản lý luyện yêu ngục phụ cận xa xa liền có thể nhìn thấy hai trưởng thượng xuất người thủ hộ ở bên ngoài Vì này vương thân quốc thích hai trưởng thượng nhìn thấy sùng chiến nguyên lập tức lộ ra một chương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười chạy chậm chạy đến sùng chiến nguyên bên người cung kính nói thiếu ra tới ừm người không tệ lắm tự mình thủ hộ ở bên ngoài sùng chiến nguyên bày phổ rất lớn còn kém dùng cầm nhìn người có thể vì thiếu gia làm việc là vinh hạnh của ta hai trưởng thượng tiếu dung càng sáng lạn hơn lam thải linh chỉ vào hai trưởng thượng trong lúc nhất thời cứng họng các nàng lam ra thế nhưng là bắc thủy quốc cao quan gia tộc đối với hai trưởng thượng thân phận địa vị tự nhiên là phá lệ rõ ràng trong tông lão viện mỗi người có lẽ thả trên triều đình không có gì chức quyền nhưng để ở bắc thủy quốc tuyệt đối là đại quyền trong tay có thể cải biến quân chủ mệnh lệnh thân phận cỡ nào tự nhiên là cao cao tại thượng người người kính úy thế mà tại dùng chiến nguyên trước mặt cùng một con chó đồng dạng có cái gì cứ được nói Sùng Chiến Nguyên vỗ vỗ Lam Thải Linh gương mặt. Lam Thải Linh ấp ủ một hồi lâu, mới nói, hai trưởng thượng làm sao cùng, cùng. Cùng chó đồng dạng, Sùng Chiến Nguyên cười nói. Lam Thải Linh tranh thủ thời gian nhìn về phía hai trưởng thượng, lại phát hiện hán thế mà vẫn như cũ là nở nụ cười, thế mới biết, phụ thân của Sùng Chiến Nguyên Sùng Văn Hổ tướng Tông lão viện kinh doanh đến trình độ nào, khó trách quyền nghiêng triều chính, có mưu phản chi tâm, cái này quyền thế, nhìn Lam Thải Linh tâm hoa nộ phóng. Nàng dùng sức ôm Sùng Chiến Nguyên, dịu dàng nói, Chiến Nguyên, lang quân, người ta có thể có người nam nhân như vậy, thật là thật là vui. Hiện tại biết la liệt cùng ta tranh lệch đi, Sùng Chiến Nguyên nói. Biết, hắn la liệt tính là cái gì chứ nha, cho người sách giày cũng không xứng. Lam Thải Linh cũng dương đầu lên, tại vì quyết định của mình cảm thấy cao hứng, trong lòng còn sót lại đối la liệt một điểm tưởng niệm cũng triệt để tán đi. Sùng Chiến Nguyên đắc ý cười ha ha. Đi vào luyện yêu ngục trước cửa, nhị trưởng lão rất biết điều chủ động để cho người ta mở cửa. Sùng Chiến Nguyên và Lam Thải Linh đều kiêu ngạo ngẩng đầu lên, muốn nhìn la liệt trò cười cái này luyện yêu ngục môn rất nặng rất nặng mở ra là rất chậm bên trong la liệt xem xét muốn mở cửa còn tưởng rằng là tiêu dao các muốn xuất thủ nữa nha hắn cũng hoạt động hạ thân thể chuẩn bị ra ngoài đồng thời vì phòng ngừa bị người phát hiện tiểu bán hùng liền để tiểu bán hùng giấu đi dù sao hắn là một người đi vào nếu là mang ra cái tiểu bán hùng có trời mới biết người ta có thể hay không phỏng đoán cái này tiểu bán hùng là luyện yêu ngục rất khó nói sẽ chuyển ra cái gì đâu tiểu bán hùng hiện tại là một lòng một dạ ăn cái kia thất thải chúc nhắc tới cũng kỳ lạ vô luận như thế nào ăn, giống như vĩnh viễn ăn không hết đồng dạng. Điểm này, tiểu bán hùng mới cho La Liệt giải thích qua, nói là thất thải trúc có thể tự do hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh trường, cho nên tiểu bán hùng ăn bao nhiêu, nó liền mình dài ra bao nhiêu, cũng đích thật là vĩnh viễn ăn không hết. Nói cách khác, tiểu bán hùng không phải ăn cây trúc, kỳ thực là đang ăn nhật nguyệt tinh hoa, có thể nghĩ hắn trưởng thành sẽ thêm nhanh. Đạt được La Liệt mệnh lệnh, tiểu bán hùng nguyên địa nhất truyền, trên cổ yêu hoàn nở rộ yếu ớt hào quang, liền đem tiểu bán hùng thu nhập trong đó cao cấp yêu hoàn bên trong là có yêu thú không gian yêu thú có thể giấu kín trong đó la liệt liền đem yêu hoàn thu nhập túi càn khôn giờ phút này cửa bị mở ra kết quả là một bộ thú vị hình tượng xuất hiện trong môn la liệt coi là người của tiêu giao các đến mời hắn ra ngoài mặt mỉm cười ngoài cửa sùng chiến nguyên và lam thải linh thì là một mặt vẻ đắc ý muốn nhìn la liệt trò cười kết quả ba người sáu con mắt đều thấy được lẫn nhau tiếu dung đều chóng váng tại sao là các ngươi ngươi làm sao không có chuyện La Liệt và Sùng Chiến Nguyên trăm miệng một lời phát ra nghi vấn. Người nơi này, La Liệt đều biết, không có một cái nào người của tiêu giao các, cái này khiến La Liệt rất khó chịu, chuyện gì xảy ra, tiêu giao các hiệu suất làm việc cũng quá thấp kém đi. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng sẽ rất nhanh, cho nên vì đã thông luyện yêu ngục tầng giới chót nhất, thế nhưng là liều mạng, thậm chí vì thế thế mà để cảnh giới hoàn thành đột phá, được rồi, người ta đến bây giờ còn không đến đâu. La Liệt âm thầm cô, chờ tới người của tiêu giao các, nhìn ta cho các người dung mạo nhìn mới là lạ, cái thằng này từ trước đến nay là có thủ tất báo người người mang dị bảo có thể kháng luyện yêu ngục âm hàn sùng chiến nguyên lập tức có phán đoán của mình hắn và lam thải linh liền không cần kiêng kỵ từ trong luyện yêu ngục truyền ra ngoài âm lãnh đó là bởi vì trên đầu của hắn buộc tóc kim quan phía trên viên kia bảo châu liền có tránh rét tránh nước tị hỏa công dụng đương nhiên công dụng cũng không phải là đặc biệt lớn nếu là xâm nhập luyện yêu ngục ba bốn mươi liền phải mất đi tác dụng khả năng bị trực tiếp đóng băng đất vỡ luyện yêu ngục âm hàn mấu chốt là băng trúc bây giờ băng trúc đã không có nhưng là vốn là tồn tại tầng băng, vẫn là để cửa vào này chỗ hàn ý cũng không có giảm bớt bao nhiêu. La Liệt cũng không có phủ nhận, Mai Tam muội chân hỏa châu kia đã sớm tại tiểu bán hùng tỉnh lại thời điểm, liền vỡ vụn, về phần nói đứng tại lối vào không sợ lạnh, cái kia là thực lực tăng lên. Hắn dù sao đã tấn thăng làm luyện thể cấp 6, sức chống cự càng thêm biến thái. Dùng chiến nguyên, ngươi là đến cười nhạo ta, La Liệt rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Liền là nhìn ngươi chê cười thì sao? Dùng chiến nguyên niềm mai nói, ngươi coi như có được kế thừa song vương cơ hội, lại như thế nào, còn không phải bị ta cầm nắm ở trong tay muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn tùy tiện cho ngươi xếp vào cái tội danh ngươi liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ la liệt hừ lạnh nói là ngươi chủ đạo dùng chiến nguyên ưỡn ngực chính là ta la liệt quay đầu nhìn về phía hai trưởng thượng không đợi hắn mở miệng hai trưởng thượng tựa như là khoe thành tích đồng dạng nói thiếu gia nói ngươi là tội gì ngươi chính là cái gì tội ngươi thật đúng là một đầu trung thành chó săn la liệt giễu cợt nói hai trưởng thượng nhìn về phía la liệt ánh mắt vô cùng âm lãnh nhưng quay đầu nhìn về phía sùng chiến nguyên lại là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười có thể cho thiếu gia làm chó là vinh hạnh của ta ha 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 sùng chiến nguyên ầm ĩ cuồng tiếu làm thải linh cũng phát ra tiếng cười đắc ý thiếu gia muốn hay không giáo huấn một chút hắn cái này nhỏ nghề xúc bị ta người hạ cấm khí chú thế mà còn có thể ngăn cản luyện yêu ngục âm hàn tất nhiên trong tay có dị bảo thu hạ đi tra tấn tra tấn hắn sau đó mang tới dị bảo hiến cho thiếu gia hai trưởng thượng nói Sùng Chiến Nguyên hai mắt sáng lên, đối với có thể chống cự luyện yêu ngục âm hàn dị bảo, vẫn rất có hứng thú, không thể động thủ với hắn. Đúng, sớm liền muốn bạo đánh La Liệt một trận xuất khí hai trưởng thượng, trước đó liền đạt được Sùng Chiến Nguyên nghiêm lệnh, kiên quyết không thể để La Liệt thụ thương, nghĩ không ra lần này vẫn là như vậy. Hắn chỗ nào minh bạch, Sùng Chiến Nguyên lo lắng La Liệt nếu là trên người có tổn thương, khả năng kích thích đến Liễu Hồng Nhan, dù sao Liễu Hồng Nhan phụ tá đắc lực tuyết băng ngương không rõ sống chết, nếu là La Liệt lại có chút vấn đề, sẽ rất khó nói dự tình phát triển phương hướng bọn hắn dùng ra phụ tử mục tiêu là hòa bình diễn biến lấy thực lực tuyệt đối để liễu hồng nhan thối vị nhượng trước dùng chiến nguyên chúng ta nói chuyện như thế nào La liệt có rất nhiều nghi vấn có thể dùng chiến nguyên nói ngươi có phải là kỳ quái hay không ta làm sao lại có thể nghĩ vụ ăn ngươi liền vụ ăn ngươi la liệt lắc đầu hẳn đối cái này cũng không có hứng thú rất nhiều chuyện người ta đã muốn làm tất nhiên là có nắm chắc có thể là kế hoạch một phòng liền muốn như vậy hắn chân chính nghi ngờ là tiêu dao ngân lòng lệnh sự tình ta chỉ muốn biết một vấn đề la liệt nói ngươi làm sao đè xuống tiêu giao ngân lòng lệnh bị ngươi đầu kia chó săn dẫm nát chuyện tiêu giao các bác thủy vương đô phân bộ người phụ trách làm sao lại không có nhúng tay việc này đây chính là việc quan hệ tiêu giao các danh dự đại sự bởi vì tiêu giao các tại người phụ trách nơi này cao sớm là hào huynh đệ của ta ta đối với hắn có ân cứu mạng chỉ là việc nhỏ đối với hắn mà nói tự nhiên là thiệt tay mặt thôi sùng chiến nguyên trên mặt không chịu được đắc ý việc này chi với hắn mà nói tuyệt đối là thần lai chi bút lúc đầu một trận tỉ mỉ bày ra hai tháng lâu kế hoạch, mắt thấy bởi vì tiêu giao ngân long lệnh mà trở thành phản chế cha con bọn họ nguy hiểm chí mạng, lại bị hắn chuyện lo vì an, hắn có thể không tự hào. lam thải linh càng là trên miệng nói, đây là thiên ý, trời cao cũng là đứng tại nhà ta chiến nguyên bên người. la liệt nguyên liền nhận mệnh, người căn bản không có tư cách cùng ta nhà chiến nguyên đánh đồng. nàng lấy ra tiêu giao ngân long lệnh, cố ý lắc lư hai lần, thấy không, đây chính là ngươi lúc trước tại trong tiêu giao các để cho ta mất mặt tiêu giao ngân long lệnh, ta còn tưởng rằng là cái gì, một tấm lệnh bài mà thôi nhà ta chiến nguyên muốn cao sấm lập tức liền làm ngươi còn cầm làm bảo muốn dùng cái này đến sán cứu mình thật tình không biết chúng ta căn bản không để ý thật sự là buồn cười thì ra là thế cao sấm cái tên này la liệt xem như nhớ kỹ nếu là cao sấm biết dùng chiến nguyên và lam thải linh trực tiếp đem tên của hắn nói ra đoán chừng biết mắng người hắn nhìn như tùy ý không đem tiêu dao ngân lòng lệnh coi là gì kỳ thực hoàn toàn tương phản hắn cũng rất lo lắng vì thế hắn đều không đến xem la liệt trò cười chính là muốn tránh hiểm nghi tận khả năng không muốn mang đến cho mình phiền phức. Bây giờ tốt chứ, hai người này trực tiếp thọt cho la liệt, cũng là bọn hắn quá tự tin. Thật ứng với câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. La liệt xem như đem cao sấm cho ghi hận. Chờ xem, tiêu giao các tổng bộ người tới, nhìn ta cho người nói xấu. Sùng chiến nguyên, ngươi có phát hiện hay không ngươi những này trong kế hoạch có một sơ hở? La liệt nói. Kế hoạch của ta chưa từng sơ hở, dùng chiến nguyên tự tin đường. La liệt nói, nhìn như không có sơ hở, kỳ thực ngươi đi tới một điểm, liền là Long Linh Huyễn Giới, nếu có người thông qua Thông Linh Ngọc Bích tiến vào Long Linh Huyễn Giới, kéo ra chuyện này, người nói tiêu giao các tổng bộ sẽ như thế nào? Dùng Chiến Nguyên bĩu môi nói, ta đã sớm cân nhắc đến, ngươi quên, tiêu giao ngân lòng lệnh căn bản không phải Bắc Thủy Quốc người nhận biết, ngay cả hai trưởng thượng cũng không nhận ra mà dẫm nát, chưa nói chỉ là người khác. Ừm, cái này có thể nói còn nghe được, Tuyết Băng Ngưng cũng có thể bị các người khống chế lại, nhưng là ngươi quên quân chủ, phụ tử các ngươi lại là càn rỡ cũng tuyệt đối không dám khống chế quân chủ, cho nên nàng có khả năng đi nói, cho dù nàng không nói, lúc ấy thế nhưng là tại tiêu giao các cổng người đến người đi náo nhiệt nhất thời điểm, ai biết có hay không nhận biết. La liệt nói, ta tin tưởng vững chắc, có người sẽ đem việc này chọc ra, dùng không bao lâu, tiêu giao các người của tổng bộ nhất định sẽ tới cha. Tuyệt không có khả năng, thường thiên là chiếu cố ta, tuyệt sẽ không có loại kia một phần một trăm ngàn tiểu kỳ xuất nghẹn ở trên thân thể ngươi. Sùng chiến nguyên nói, la liệt cầy thầm, thật sự là hắn là không có may mắn như vậy, nhưng chính hắn có thể làm được nha, chỉ là trong lòng của hắn ít nhiều có chút kỳ quái sao liễu hồng nhan chưa từng xuất thủ đâu ấn lý thuyết liễu hồng nhan coi như không tiện chính diện giao phong xuyên thấu qua thông linh ngọc bích tìm trong lòng linh nguyễn giới tiêu giao các cũng là có thể đây là một cái dấu hỏi hắn vừa vặn mở miệng châm chọc sùng chiến nguyên động một chút thì là trời cao chiếu cố lại nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi nam từ trẻ tuổi vô cùng lo lắng từ đằng xa chạy nhanh đến người nào hai trưởng thượng trung thực đóng vai lấy chó săn nhân vật người trẻ tuổi kia quát lăn đi ta là tiêu giao các cao sấm cao sấm cái tên này vừa mới bị la liệt cho hận lên Người liền xuất hiện. La liền lặng lẽ đánh giá cao sớm, nhìn hắn cái kia vô cùng lo lắng dáng vẻ, trong lòng đã hiểu, 89 phần 10, 10 tiêu giao các người của tổng bộ đến hoạt động tra tiêu giao ngân long lệnh sự tình, lần này giờ đến phiên hắn xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đi. Bị người hô lên lăn, kém chút khiến hai trưởng thượng bạo tàu. Đừng nhìn hai trưởng thượng cho sùng chiến nguyên làm chó cam tâm tình nguyện, cái kia mục đích cũng là để mình có thể tại trước mặt người khác vinh vang đắc ý, cao cao tại thượng. Người dám gọi ta lăn. Hai trưởng thượng gầm thét, cút, cao sấm vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng phát ra trực tiếp đem hai trưởng thượng cho đánh bay vẹn vẹn một màn như thế tay liền đến la liệt có chút giật mình phải biết cao sớm cũng vẹn vẹn hơn 20 tuổi thế mà tiện tay đem âm dương cảnh hậu kỳ hai trưởng thượng cho đánh bay vậy ít nhất cũng là thiên tâm cảnh thậm chí tại thiên tâm cảnh bên trong đều không thấp bạn đang xem thánh tổ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đối với tiêu giao các tới nói bọn hắn tại 800 trong nước nhỏ đều có phân bố mà bắc thủy quốc làm rất yếu vương quốc được an bài ở đây làm người phụ trách cùng xung quân không sai biệt lắm cũng liền mang ý nghĩa tiêu rào các bên trong cao thủ trẻ tuổi chân chính lợi hại sợ là thực lực càng khủng bố hơn nha la liệt lần thứ nhất sinh ra muốn đi ra Bắc Thủy quốc ý nghĩ hắn muốn đi bay lượn muốn đi sông sáo cao huynh người đã đến sùng chiến nguyên cười nói lam thải linh cũng lộ ra tiếu dung chỉ là có chút nịnh bợ ý tứ cao sấm không có nói chuyện với sùng chiến nguyên mà là hướng hắn đưa mắt lướt ra ý qua một cái tinh minh sùng chiến nguyên trong lòng máy động lập tức ngậm miệng lùi kéo lam thải linh hướng về sau rút lui hai bước ngươi là la liệt cao sấm đi vào la liệt phụ cận mới biểu hiện ra điểm này vô cùng lo lắng dáng vẻ đã biến mất thay vào đó là một mặt lạnh nhạt thậm chí có một tiếng ngạo sắc chỉ bất quá biết được xảy ra chuyện gì la liệt cũng rất bén nhẹ nhìn thấy cao sấm trong mắt ẩn hàm lo lắng ta chính là la liệt ngươi vị kia tìm ta chuyện gì la liệt bình tĩnh nói ta là tiêu giao các người phụ trách cao sấm tìm ngươi là bởi vì một chút chuyện nhỏ ngươi đi với ta một chuyến đi cao sấm nói xong xoay người rời đi thái độ của hắn để la liệt nhất thời liền nổi giận nha nếu ta không biết thì cũng thôi đi biết là ngươi khiến cho sự tình hiện tại tiêu giao các tổng bộ đến hỏi tội thế mà còn đối ta như thế thái độ quá để cao bản thân đi còn muốn lấy để cho ta nịnh bợ ngươi cho ngươi hòa nhã tử nhìn để ngươi nhẹ nhõm quá quan làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi la liệt động đều không có động không để ý tí nào ngược lại là sùng chiến nguyên giật này cả mình hắn nghe xong cao sấm lại để cho mang la liệt đi liền biết nhất định phát sinh chuyện trọng đại lại nhìn về phía cao sấm phát hiện cao sấm lại hướng mình nháy mắt trong lòng khẽ động liền muốn rời khỏi ghi muốn trở về là một chút khẩn cấp chuẩn bị đi hai bước cao sấm không nghe thấy tiếng bước chân nhìn lại la liệt thế mà đứng không nhúc nhích hắn nhíu mày lại lạnh lùng nói không nghe thấy ta để ngươi đi theo tadia cái này thái độ triệt để để la liệt nổi giận ngươi để cho ta đi ta liền đi ngươi thì tính là cái gì la liệt trực tiếp liền bạo nói tục lần này đem dùng chiến nguyên cho kinh ngạc phải một cái dám mắng cao sấm đây không phải là muốn chết cao sấm là ai vậy đây chính là tiêu giao các trong tổng bộ đi ra càng là tiêu giao các trọng điểm bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ cao sấm hoàn toàn liền là theo bản năng đưa tay liền muốn rút la liệt cái tát hắn là ai hắn là tiêu dao các mười năm qua có tiềm lực nhất một trăm người một trong sau này thành tựu kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới phá toái cảnh trong mắt của hắn bắc thủy quốc yếu như vậy nước ngay cả quân chủ hắn đều chẳng muốn đi để ý tới thế mà bị người rủa mắng điều này không cho hắn phẫn nộ chỉ là vừa nâng lên tay liền ngạnh xinh xinh nhịn xuống rơi xuống cao sấm bên tay lại vang lên thất trưởng lão lưu tử ngang Lưu Tử Ngang là trước đây không lâu đi vào Bắc Thủy Quốc Vương Đô, vị này và cao sấm lão sư quan hệ tốt nhất trưởng lão, mày may không cho hắn mặt mũi, nhìn thấy lần đầu tiên liền là 10 cái cái tát, kém chút không có đem hắn hốt chết. Cuối cùng còn cùng hắn nói một câu nói, cái kia chính là ngươi gây sự tình, ngươi đến giải quyết, nhớ kỹ, việc này đã tại Long Linh huyện giới bị tuyên truyền ra, tiêu giao các địch nhân đều chạy tới, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp mượn cơ hội sinh sự, nếu như ngươi không thể hào hào mà giải quyết chuyện này, đừng nói ngươi muốn bị xử tử, ngay cả người lão sư cũng khó thoát liên quan tri trách cao sấm chỗ dựa liền là lão sư của hắn nếu là ngay cả lão sư đều có liên quan tri trách có thể nghĩ tính nghiêm trọng hắn sao dám lãnh đạm càng rõ ràng hơn một điểm đó chính là hắn nhất định phải đem la liệt hảo hảo mang về quyết không thể để người mượn cớ bản thân còn lo lắng la liệt bị đóng băng không còn hình dáng cho nên hắn rất gấp khi thấy la liệt không có chuyện lúc này mới yên tâm nhưng hắn vừa nghĩ tới nếu là thái độ khiêm tốn tìm la liệt chẳng lẽ không phải quá thật mất mặt huống chi hắn là tiêu dao các cao đồ hà có thể đem bác thủy quốc người coi là gì mà lại có thể cho thấy thân phận uy hiếp la liệt đem hắn mang về không phải tốt hơn a à. lúc này mới có hắn không có thấp kém đối la liệt vẫn như cũ là cao ngạo dáng vẻ thật tình không biết la liệt chính mình làm ra tiêu giao các tổng bộ biết được việc này nói chuyện đại sự hắn há có thể sợ hãi càng quan trọng hơn là hắn biết cao sấm này liền là giúp đỡ sùng chiến nguyên hại mình hung thủ thử hỏi hắn hận còn đến không kịp đâu lại để cho hắn đi nghe mệnh lệnh đây không phải là nói đùa a à. ngươi còn muốn đánh ta La Liệt cười nhạo nói, cao sấm đúng không, ngươi cho rằng ta không biết ngươi và dùng Chiến Nguyên là bằng hữu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi giúp hắn hại ta, ngươi cho rằng ta không biết là ngươi đè xuống tiêu giao ngân lòng lệnh bị cái kia ngu xuẩn hai trưởng thượng dẫm nát sự tình, ngươi thế mà còn dám đối ta giọng ra lệnh, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ta đoán không được, tiêu giao ngân lòng lệnh sự tình bị người chọc ra, có tiêu giao các người của tổng bộ đến chất vấn ngươi, còn dám đối ta khoa tay mùa chân, hắn hướng về phía trước hai bước, đe dọa nhìn cao sấm, nói, ta tặng ngươi một câu lời nói, muốn cho ta đi gặp tiêu giao các tổng bộ người tới, ngươi quỳ xuống cho ta, quỳ đến ta hài lòng mới thôi. Cao sấm cái chán gân xanh hẳn lên, nghiêm nghị nói, ngươi dám để cho ta quỳ xuống. La liệt khóe miệng hơi vành, không quỳ đúng không, vậy ta liền không phụng bồi. Hắn xoay người rời đi tiến vào luyện yêu ngục. Âm, uhm. đã luyện thể cấp 6 hắn, có lực bạt sơn hà chi thần lực, bỗng nhiên đầy, liền đem môn cho quan bế. Cao sấm trực tiếp ngây ngốc ngay tại chỗ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bị hắn xem thường nho nhỏ Bắc Thủy Quốc, lại có thể có người dám như thế đãi hắn không phải hẳn là hắn cao cao tại thượng một lời hạ mà không người dám phản kháng a à, định bợ mình không kịp à cao huynh đây là có chuyện gì xảy ra chuyện gì dùng chiến nguyên tranh thủ thời gian chạy tới cao sấm sắc mặt tái xanh mà nói có người đem tiêu dao ngân lòng lệ sự tình cho đâm đến long linh nguyễn giới tiêu dao các mà lại chọc ra việc này người thân phận tựa hồ thật không đơn giản chọc giận tiêu dao các tổng bộ mà lại rất nhiều tiêu dao các địch nhân đều muốn mượn cơ hội sinh sự tổng bộ tới trưởng lão muốn ta cần phải đem la liệt bình yên vô sự mang về Dùng Chiến Nguyên sắc mặt đại biến, Lam Thải Linh sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi mau trở về đi thôi, ta đến ứng phó, Cao sớm nói. Dùng Chiến Nguyên và Lam Thải Linh nào dám lưu lại. Bọn hắn còn chưa đi, cái kia luyện yêu ngục môn một lần nữa mở ra, La Liệt nhô đầu ra, nói: "Đúng rồi, chỉ là ngươi cao sớm quỳ xuống cho ta còn chưa đủ, để Dùng Chiến Nguyên, Lam Thải Linh hai cái này tiện nhân đồng dạng quỳ xuống cho ta, để cho ta hài lòng, ta sẽ đi gặp các ngươi một chút tổng bộ người tới, cứ như vậy đi." Âm, uhm, cửa đóng. Sùng Chiến Nguyên và Lam Thải Linh mặt đều tái rồi. Trước đây không lâu, Sùng Chiến Nguyên và Lam Thải Linh đến xem La Liệt trò cười, bọn hắn dương dương đắc ý, chưa từng nghĩ đến, chuyển tiếp đột ngột, lại để cho cho La Liệt quỳ xuống, cái này đả kích cũng quá lớn điểm, để tâm cao khí ngạo, dã tâm bừng bừng, muốn tìm có quyền thế nam nhân Lam Thải Linh thiếu chút nữa ngất đi. Sùng Chiến Nguyên kiêu ngạo, càng là không thể chịu đựng được. Cao huynh, cái này, ngươi nhìn, Sùng Chiến Nguyên thật gấp, chớ nhìn hắn và Cao Sấm Sưng huynh gọi đệ, thân phận chênh lệch vẫn còn rất lớn, nếu là cao sấm không coi nghĩa khí ra gì hắn liền thảm rồi cao sấm sắc mặt càng thêm khó coi cái này khiến hắn cảm thấy thật mất mặt bằng hữu của mình ân nhân cứu mạng nếu là bởi vậy muốn quỳ xuống vậy hắn cao sấm về sau còn có mặt mũi gặp người a hắn những sư huynh đệ kia những tiêu giao các kia tổng bộ bằng hữu còn không phải chê cười chết hắn huống chỉ còn muốn cầu chính hắn quỳ xuống sùng huynh chuyện nơi đây liền giao cho ta ngươi không cần lo lắng ta đã nói qua muốn giúp ngươi đè xuống chuyện này như vậy chuyện này liền với ngươi không quan hệ cho dù là ta cao sớm chết cũng sẽ không đành người liên lụy tiến đến cao sớm vỗ bộ ngực mà lớn tiếng nói Dùng chiến nguyên lúc này mới yên tâm nhưng chuyện này cao sớm cười lạnh nói thất trưởng lão là lão sư ta bằng hữu tốt nhất chỉ cần ta tìm kẻ chết thay tin tưởng có thể quá quan bất quá cái này kẻ chết thay nha ánh mắt của hắn nhìn về phía hai trưởng thượng người nên biết có ít người là phải chết bị cao sớm đánh bay hai trưởng thượng sớm liền trở lại nghe được bọn hắn nói chuyện nhìn thấy cao sớm ánh mắt bất thiện nhìn mình hắn không khỏi dùng mình một cái cầu khẩn nói thiếu ra ngươi phải cứu ta à ta không muốn làm kẻ chết thay ta không muốn chết nha sùng chiến nguyên cao mày tại trong tông lão viện có thể giống hai trưởng thượng như vậy cho hắn làm chó cũng không nhiều con chó này bị giết hắn cũng có chút điểm tâm đau nhưng là vừa nghĩ tới việc này liên lụy đến tiêu giao các tổng bộ trưởng ra lại là hai trưởng thượng nát bấy tiêu giao ngân long lệnh cái kia là không thể cứu được liền nói ra hai trưởng thượng thân nhân của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt chính ngươi phạm sai liền phải mình cánh chịu không thiếu ra hai trưởng thượng ôm lấy sùng chiến nguyên chân cầu khẩn sùng chiến nguyên mặt lạnh lấy hướng cao sấm gật gật đầu cao sấm đột nhiên hướng về phía trước một cước đá tới nếu như nói mới là thu lực lần này lại vô cùng tàn nhẫn một cái liền đem sùng chiến nguyên xương cột sống cho đạp gãy đánh rách tả tôi nội tạng trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất hai trưởng thượng thất khiếu chảy máu rên rỉ nói biết vậy chẳng làm a à. hắn phảng phất lại nghe thấy la liệt nói hắn sẽ hối hận cũng đã không kịp hối hận hai mắt lật một cái trợn tròn mắt cứ thế mà chết đi đến chết đều không nhắm mắt. Cao huynh, vì để cho thất trưởng lão hài lòng, dứt khoát đem những người này đều giết đi, dùng chiến nguyên một chỉ những cái kia đi theo hai trưởng thượng hộ vệ. Cao sấm cười gần nói, vẫn là sùng huynh đủ hung ác, nên giết liền phải giết, dạng này mới có thể quá quan. Những hộ vệ kia thực lực càng là thường thường, chỗ nào có thể chống đỡ cao sấm, chỉ thấy cao sấm vừa đi thoáng qua một cái, tất cả hộ vệ hết thảy mất mạng. Vỗ vỗ tay, cao sấm nói, tốt, còn lại liền giao cho ta đi. Sùng chiến nguyên lúc này mới và Lam Thải Linh vội vàng rời đi cao sấm quay đầu nhìn xem luyện yêu ngục quan bế môn cũng rời đi môn lại lần nữa mở ra la liệt đi tới nhìn xem thi thể đầy đất thở dài hắn cũng không nghĩ tới dùng chiến nguyên và cao sấm vậy mà như thế ác độc cao sấm a cao sấm ngươi cho rằng dạng này liền có thể nhẹ nhõm quá quan a vậy ta không tiếc có bại lộ nguy hiểm dùng khố đang hữu long cái thân phận này đi long linh huyễn giới làm lớn chuyện không phải một chuyến tay không nào có dễ dàng như vậy sự tình ngươi có thể nào minh bạch chuyện này nhưng không còn là chuyện nhỏ la liệt lạnh lùng nói ngươi dám mưu hại ta ta liền ngươi nhất định phải trả giá đắt hắn một lần nữa trở về luyện yêu ngục đóng cửa lại tĩnh tu chờ đợi tại thất trưởng lão lưu tử ngang trước mặt cao sấm nửa điểm hoa ngôn đều không có như thật đem quá trình rõ ràng rành mạch nói một lần hắn sở dĩ làm như vậy là biết lưu tử ngang đầu vai cái kia thu nhỏ thiên loan điều không chừng liền theo bí mật quan sát đâu cho nên nói láo sẽ chỉ làm mình càng bị động là một tên tiêu giao các tổng bộ đi ra thế hệ này bên trong tinh anh hắn nhưng không phải người ngu mặc dù là chi tiết tự thuật quá trình cao sấm lại rất kỳ diệu tăng thêm la liệt đối với hắn quá phận yêu cầu trưởng lão sự tình chính là như vậy quả thật ta vừa mới bắt đầu thái độ không tốt nhưng ta đại biểu là tiêu giao các ta cũng đại biểu cho lão sư của ta ta không có khả năng cho hắn quỳ xuống nếu là như thế người khác ý kiến gì chúng ta tiêu giao các vì tiêu giao các ta lựa chọn chém giết hai trưởng thượng chờ hủy đi tiêu giao ngân lòng lệnh hung thủ cao sấm cuối cùng đem ý nghĩ của mình cũng nói ra cường điệu thân phận của mình lưu tử ngang mặt không thay đổi nghe xong cũng không nói chuyện cao sấm cũng có chút lo sợ bất an hắn tại vãng lai luyện yêu ngục trên đường cũng phát hiện rất nhiều thế lực lớn tung tích nhất là tiêu giao các đối thủ một mất một còn phạm thiên thương người biết cũng ở nơi đây ẩn hiện khiến cho hắn cảm thấy việc này khả năng đã dẫn phát sự kiện lớn mặc dù trong lòng của hắn là rất không minh bạch chỉ là tiêu giao ngân long lệnh về phần như thế à thật tình không biết người ta đều là hướng về việc khố đang hữu long tới mà tất cả mọi người không biết kỳ thật cái gọi là khố đăng hữu long liền là việc này nhân vật tiêu điểm la liệt ba lưu tử ngang đột nhiên xoay người một bàn tay quất vào cao sấm trên mặt đem hắn rút nguyên địa chuyển mười mấy vòng ta để ngươi mời hắn đến ngươi chẳng những không làm được thậm chí kém chút đem sự tình cho huyền náo càng lớn cao sớm ta hiện tại rất hoài nghi ngươi đến cùng có không có tư cách đến phụ trách nơi này trưởng lão ta cao sớm bụng mặt gò má hắn là không nghĩ tới lưu tử ngang phản ứng như thế lập tức chuẩn bị xe ta muốn đích thân tiến đến luyện yêu ngục lưu tử ngang trầm giọng quát cao sớm suýt nữa thì trợn lát cả mắt lưu tử ngang thế nhưng là tiêu giao các tổng bộ thất trưởng lão nha đừng nói tám trăm tiểu quốc liền xem như đặt ở hai đại đế quốc cái kia đều muốn đế quốc vương gia tiếp đãi hắn thế mà tự mình đi gặp la liệt nhưng là hắn không dám hỏi sợ lại bị bạt tai tranh thủ thời gian chạy tới chuẩn bị xem ngựa đứng tại lưu tử ngang đầu vai phiên bản thu nhỏ thiên loan đều nói ngươi có phải hay không hoài nghi la liệt liền là khố đang hữu long không sai lưu tử ngang nói cái kia khố đang hữu long trùng hợp đụng tới có thể lý giải nhưng hắn chỉ là lịch luyện rời đi thế mà còn đi chú ý cái này không bình thường này thứ nhất nó hai ngươi âm thầm tiến đến luyện yêu ngục cũng chú ý tới, La Liệt lại có thể tại trong luyện yêu ngục lông tóc không thương, vẫn là tại cấm khí chú áp chế dưới, đối với luyện yêu ngục, ta cũng có rất nhiều nhận biết, hắn có thể chống cự, nói rõ rất không bình thường, phần này năng lực cũng phù hợp, thứ ba, tuổi tác, chỉ lần này ba điểm, liền đầy đủ để cho ta hoài nghi hắn, cho nên vô luận là có hay không là hắn, ta đều muốn đi xem một cái. Thiên Loan điều nói, như hắn là, có thể mượn cơ hội này lấy lòng với hắn, lôi kéo tiến vào tiêu giao các, như hắn không phải, cũng không có tổn thất gì, có lẽ có thể mượn cơ cho cái khác tìm kiếm khố đang hữu long thế lực một chút lừa dối càng có thể biểu hiện công chính để cho người ta càng thêm tán thành tiêu giao các phát ra các loại lệnh bài tác dụng cả hữu đều là có chỗ tốt lưu tử ngang cười nói người hiểu ta người vậy không sai vô luận như thế nào ta đều muốn đứng tại la liệt một bên làm cho hắn hả giận cái kia là được rồi Từ giao các tổng bộ thất trưởng lão muốn tới luyện yêu ngục đi đây đối với bắc thủy quốc tới nói tuyệt đối là sự vang dội chớ nhìn bọn họ tuyệt đại đa số không biết tiêu giao ngân long lệnh thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, vậy chỉ có thể nói bọn hắn không đủ tư cách, cũng từ khía cạnh làm nổi bật lên tiêu giao các tổng bộ cường đại, thất trưởng lão đích thân tới, ai không dám đi cùng đi. Kết quả là, Bắc Thủy Quốc từ quân chủ Liễu Hồng Nhan cho tới có phẩm cấp quan viên, có tước vị trong người quý tộc, rồi giết đến đây. Tự nhiên, không thiếu được Huyền Long Vương sùng hầu hổ, còn có con của hắn sùng chiến nguyên, làm thải lên bọn người. Đã từng cao cao tại Thượng Tông lão viện càng là toàn thể xuất động. Lưu Tử Ngang cũng chính là đối Liễu Hồng Nhan vị quân chủ này hơi gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua những người khác hờ hững sẽ bao quát đi theo tại lỗ hồng nhan bên cạnh chưa từng ra hoàng cung bắc thủy quốc đệ nhất cao thủ lão phụ nhân ở bên trong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút dù vậy vô luận là ai đều đối lưu từ ngang rất cung kính không dám có nửa điểm lãnh đạm đã từng ngang ngược càn rỡ sùng hầu hồ cũng không dám há mồm thở dốc cứ như vậy một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến luyện yêu ngục động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là dẫn phát rất nhiều người đi theo chú ý cũng có một chút bí mật đến đây thế lực lớn âm thầm đi theo quan sát một năm đều không nhìn thấy một người luyện yêu ngục vứt cục náo nhiệt mọi người đủ tụ tập ở đây phô trương là tương đối lớn là mọi người dừng bước lại thời điểm nhìn thấy luyện yêu ngục môn tất cả mọi người toát ra vẻ cổ quái ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sùng hầu hổ sùng hầu hổ mặt mo lập tức liền trở nên xanh xám chỉ vì trên cửa kia có mấy chữ không phải cao sấm sùng hầu hổ mở cửa khái không xuất quan này bong vị yêu cầu hai cái này tại bắc thủy quốc trước đó tuyệt đối là các phương người đều muốn cúi đầu không lưng gặp nhau nhân vật cao quý đi cho la liệt mở cửa nhà bị xem như hạt nhân đồng dạng sai sử. Vô luận là cao sớm, vẫn là sùng hồ hồ, đều vô cùng oán giận. Đây chính là toàn bộ Bắc Thủy quốc thượng lưu nhân sĩ nhìn, cho người ta mở cửa, đây cũng quá thật mất mặt. Làm sao tất cả mọi người đã nhìn ra, Lưu Tử Ngang rõ ràng là muốn cho La Liệt ra tức giận, nếu không thân phận của hắn như thế nào đích thân tới nơi đây. Ta muốn gặp vị này xông qua bá vương thí luyện thiếu niên hào kiệt, cao sớm, ngươi đi đi. Lưu Tử Ngang giọng ôn hòa từ trong xe ngựa truyền tới, bạn đang xem Thánh Tổ được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim cao sấm mặt đều bóc méo càng vận vẹ chính là sùng hồ hồ nếu là cao sấm đều đi hắn không dám đi à lưu tử ngang không điểm danh hắn cũng muốn đi theo đi mới được hai người còn không dám phản bác chỉ có thể kiên trì đi vào luyện yêu ngục trước cửa hợp lực đẩy cửa két kít cửa bị mở ra hơi lạnh thấu xương đánh tới trong xe ngựa lưu tử ngang tiện tay vung lên một cỗ lực lượng đáng sợ truyền ra vậy hàn ý trực tiếp bị đánh trở về đồng thời lực lượng kia vườn quanh tại cửa ra vào không lùi từ đầu đến cuối cấm chế hàn khí tuôn ra mọi người cũng rốt cục nhìn thấy đưa lưng về phía cổng hai tay để sau lưng tại sau lưng bị bên trong hàn phong quét sợi tóc tung bay la liệt hắn bình yên vô sự không bị ảnh hưởng chút nào vậy tư thái rơi vào lưu tử ngang trong mắt trong lòng đối la liệt phán đoán lại sâu hơn mấy phần một hồi lâu la liệt mới chậm gì gì xoay người nhìn trái phải một cái trợn mắt nhìn cao sấm và sùng hổ hổ hắn cười nhạt một tiếng hai vị diễn trò cũng muốn làm tốt đi đã mời ta tựa như điểm bộ dáng được hay không đến mày cái cung tư thế sinh mời cung thỉnh vậy cần xoay người trên mặt tươi cười mới được cái này tư thái cho tới bây giờ đều là cao sấm và sùng hầu hổ hưởng thụ người khác đối đãi không nên quá phận cao sấm lạnh lùng nói sùng hầu hồ, hồ không hổ là cáo già từ đầu đến cuối đều bảo trì điệu thấp tùy theo cao sấm đi làm quá phận la liệt lại xoay người trực tiếp hướng luyện yêu ngục bên trong đi đến vậy xoay người tiêu sái kém chút không có đem cao sấm cho nhìn khóc hắn hận không thể đi lên cắn la liệt hai cái đây cũng quá khi dễ người đằng sau lưu tử ngang để hắn mời người nhiều người nhìn như vậy hắn dám mời không đến người a người mời cao sớm cắn răng cúi người khẽ nâng nghiêm mặt cánh tay phải rưỡi ra tư thái là đều làm được sùng hầu hổ cũng mặt âm trầm theo dạng học ừm cái này còn tạm được la liệt cái này mới đi ra cao sớm và sùng hầu hổ nhìn xem la liệt bóng lưng hận đến cắn nát cương nhà hai người tụ cùng một chỗ nói nhỏ lên bọn hắn cũng đã nhìn ra lúc này mới vừa mới bắt đầu la liệt liền cho bọn hắn khó xử đợi lát nữa còn không biết ra cái gì yêu thiêu thân đâu tranh thủ thời gian liên thủ ứng đối đi chí ít đừng quá mất mặt nha làm la liệt đi đến trước đám người trong xe ngựa lưu tử ngang cũng đi ra ta là lưu tử ngang tiêu giao các tổng bộ thất trưởng lão lần này vì tiêu giao ngân long lệnh sự tình mà đến ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra ta tới cấp cho ngươi làm chủ lưu tử ngang nói rất ngay thẳng cũng làm cho một ít người thí dụ như Dùng chiến nguyên làm thải linh sắc mặt soát một cái trở nên trắng bệch có lẽ bọn hán tại bắc thủy quốc không tầm thường nhưng tại lưu tử ngang trước mặt thật là mặc người giết vậy liền đa tạ thất trưởng lão la liệt nói nhưng không biết thất trưởng lão có thể làm chủ đến như thế nào trình độ liên lụy việc này có ta tiêu giao các người cũng có bắc thủy quốc quý tộc ta tin tưởng vì giữ gìn ta tiêu giao các danh dự bắc thủy quốc quân chủ sẽ cho phép ta đến xử lý quý quốc khiêu khích ta tiêu giao các người đi lưu tử ngang thản nhiên nói liễu hồng nhan ước gì như thế đâu tự nhiên là gật đầu đồng ý lưu tử ngang mỉm cười nói đa tạ quân chủ hắn lại nhìn về phía la liệt hiện tại ngươi có thể sách yêu cầu của ngươi bất kỳ cái gì yêu cầu chỉ cần không vượt qua tiêu giao ngân lòng lệnh phạm chủ ta đều có thể vì ngươi làm chủ. Tốt à, vậy ta trước hết xét cái thứ nhất tiểu yêu cầu đi, La Liệt nói. Nói, Lưu Tử Ngang nói. La Liệt nói, trước không tăng cao sông đè xuống tiêu giao ngân long lệ sự tình, đơn thuần hán phụng trưởng lão truy mệnh đến đây mời ta, lại thái độ ác liệt, thậm chí đe dọa uy hiếp ta, ta cảm thấy cao sấm đầu tiên muốn bị giáo huấn một cái, đây cũng là hắn đối trưởng lão không tôn kính chi tội. Giáo huấn như nào, Lưu Tử Ngang nói. Mình tắt bạc tai một trăm cái, La Liệt nói. Người quanh mình đồng loạt ánh mắt rơi trên người cao sấm tất cả mọi người đã nhìn ra la liệt đây là muốn nhìn xem cái gọi là lưu tử ngang cho tự mình làm chủ đến cùng phải hay không thật lòng liền lấy cao sấm vị này tiêu giao các người bị trừng phạt tới làm phán đoán lưu tử ngang gật gật đầu nói cao sấm có nghe hay không mệnh lệnh của ta ngươi chẳng những không nghe còn uy hiếp la liệt đây là ngươi đầu thứ nhất tội dựa theo yêu cầu của la liệt từ bạc tai một trăm cái trưởng lão cao sấm kêu lên đánh lưu tử ngang sắc mặt lạnh lùng cao sớm bị lưu tử ngang vậy khí thế áp bách mạnh mẽ kém chút ngạt thở hắn biết lưu tử ngang thật đang vì la liệt làm chủ chỉ có cắn răng oán độc nhìn la liệt một chút giơ tay lên quất chính mình cái tát mình còn muốn đếm lấy số một hai ba 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 vậy cái tát gọi một cái vang dội vang rất nhiều người đều có chút sợ hãi chỉ có một người đặc biệt vui vẻ dĩ nhiên chính là la liệt hừ hừ xem ra là thật cho ta làm chủ nhà vậy cũng tốt ta có thể không chút kiêm kỵ yêu cầu đi nhà các ngươi bọn này dám hãm hại ta hỗn đàn trở lấy ta trả thù đi có người vui vẻ có người buồn vui vẻ người đang mong đợi la liệt có thể đưa ra càng thêm kích thích yêu cầu thậm chí có thể nhất cử cải biến bắc thủy quốc cách cục bắc thủy quốc cách cục chỉ tại lưu tử ngang mà nói cái kia chính là chuyện một câu nói sầu lo người nghe rơi vào cao sấm trên mặt từng nhát tiếng tát tai vang dội âm liền phảng phất đánh vào trên mặt của bọn hắn bởi vì đợi lát nữa không chừng bọn hắn thống khổ hơn đâu tự nhiên cũng có người hoài nghi vì sao lưu tử ngang cứ như vậy nguyện ý vì la liệt xuất khí muốn biết cao sớm bối cảnh dùng chiến nguyên và lam thải linh càng là không rõ bọn hắn biết cao sớm lão sư và lưu tử ngang là bạn tri kỷ hẳn là giúp cao sớm mới là liền xem như không giúp cũng không có khả năng đối đãi như vậy cao sớm đi nhưng ai người có thể biết được ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm la liệt cao sớm đám người thời điểm vậy lưu tử ngang lúc trước ngồi trong xe ngựa một đạo phi thường thật nhỏ thân ảnh lấy vượt qua mắt người thường đi tới tốc độ điện bắn vào trong luyện yêu ngủ bởi vì quá nhanh không ai chú đi tới sau một lát cái này mảnh bóng người nhỏ bé lại thần thần bí bí trở về rơi vào lưu tử ngang đầu vai cái này tự nhiên là thu nhỏ thiên loan điều tình huống như thế nào lưu tử ngang hỏi bên trong vẫn là phi thường âm lãnh nhưng là ta có thể ngửi được một tê tam mũi chân hỏa châu khí tức thiên loan điều hồi đáp không có ai biết thiên loan điều phi phàm ở chỗ hắn không chỉ có thực lực siêu phàm giác quan phương diện cũng là cực kỳ nhạy cảm viễn siêu phá toái cảnh cường giả kỳ thật la liệt sử dụng tam muội chân hỏa cũng không có tại bình thường trong thông đạo mà lại bình thường thông đạo vẫn như cũ là bị tầng băng phá hỏng chỉ có thể nói là tại vậy được mở mang trong thông đạo sử dụng có như vậy một tia nửa tinh tiết ra ngoài thôi lại vậy mở thông đạo lại bị đóng băng cũng sẽ không còn có tiết ra ngoài dù vậy nhưng vẫn bị thiên loan đều bắt được lưu tử ngang mỉm cười như thế xem ra la liệt liền là cái kia khố đang hữu long ha ha rốt cục bị chúng ta tìm được ta đã nói rồi hắn đã có thể tại trong luyện yêu ngục không có việc gì như vậy hắn liền có thể tự cứu thông qua thông linh ngọc bích tiến vào long linh nguyễn giới nếu là hắn như vậy ngoại trừ giết chết yêu cầu của cao sớm bên ngoài cái khác bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn cái này một người một chim đối thoại không người nghe được lại quyết định chuyện kế tiếp kiện đi hướng một trăm cái cái tát hút xong cao sớm mặt sưng phủ thành đầu heo vậy bị chen nhanh không thấy được con mắt là không che giấu được oán độc trái lại la liệt chỉ là hài lòng gật đầu nói lưu trưởng lão ta có yêu cầu thứ hai nói ta nếu là vì ngươi làm chủ ngươi cứ việc nói yêu cầu Lưu Tử Ngang trên mặt cũng hiện lên tiếu dung, hắn nhận định La Liệt liền là khố đang hữu long nha, tự nhiên là muốn thỏa mãn. La Liệt nói, vu oan giá họa ta, ta không cho rằng là hai trưởng thượng một người liền có thể quyết định, ta tại Bắc Thủy Quốc nói thế nào cũng là song vương người thừa kế, tức vị chi cao, chưa bao giờ có, như vậy cũng tất nhiên cần tông lão viện nhất trí đồng ý, mới có thể có hai trưởng thượng đến giá họa ta, cho nên ta yêu cầu thứ hai chính là hủy bỏ tông lão viện tất cả duy trì giá họa tại ta trưởng thượng thân phận, đồng thời biếm thành thứ dân, thu về bọn hắn hết thầy tài phú, đem bọn hắn hết thảy đổi ra Bắc Thủy Quốc, đi tự mưu sinh lộ. Bịch, hắn yêu cầu này vừa ra, trực tiếp liền có trưởng thượng dọa ngất. Cái gọi là trưởng thượng, liền là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, bọn hắn chuyện gì cũng không dám, thuần túy liền là ngồi ăn rồi chờ chết, để bọn hắn mất đi địa vị, mất đi tài phú, so giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Có thể, Lưu Tửng Ngang thản nhiên nói, ta tin tưởng Bắc Thủy Quốc bên trong không người cự tuyệt ta đi. Liễu Hồng Nhan cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào cự tuyệt, lập tức đồng ý duy nhất buồn bực muốn chết liền là sùng hồ hồ tông lão viện thế nhưng là hắn một mực nắm liễu hồng nhan lợi khí cho dù là chủ động nhường ra tông lão viện viện trưởng chức vụ nhưng tất cả tông đã sớm bị hắn triệt để khống chế hết thảy vẫn là từ hắn định đoạt liễu hồng nhan chỉ là khôi lỗi mặt thôi bây giờ một khi tông lão viện mất đi khống chế như vậy liễu hồng nhan liền có thể không cần tông lão viện khống chế bắc thủy quốc một số bí mật át chủ bài liền có thể động dụng trực tiếp liền có và sùng hồ, hồ vật tay thậm chí diệt đi sùng hồ, hồ khả năng có thể nói La Liệt một chiêu này quá ác, quá độc. La Liệt và Sùng Hầu Hổ bốn mắt nhìn nhau, tia lửa tung tóe. Nhất là Sùng Hầu Hổ, có loại bị La Liệt một đau đâm vào trái tim cảm giác, đau lòng muốn chết, hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể nhẫn nhịn, tư vị này làm hắn sống không bằng chết nha. Mà La Liệt đối với hắn mỉm cười, phảng phất tại nói cho hắn biết, đây mới là bắt đầu, còn có ác hơn đây này. Sùng Hầu Hổ sắc mặt tái xanh. Sau đó, tông lão viện một đám các trưởng thượng lắp bắp, chửi mắng tức giận, bị đuổi đi từ đây bọn hắn triệt để rời xa bắc thủy quốc trung tâm quyền lực về phần sống hoặc chết đã không có người quan tâm từ đó tông lão viện thật bắt đầu thay đổi mà nắm giữ viện trưởng chi vị lỗ hồng nhan hoàn toàn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động yêu cầu thứ ba la liệt tiếp tục nói hai trưởng thượng đã từng nói hắn giá họa ta là có chứng nhân chứng cớ đương nhiên cái gọi là chứng nhân chứng cứ đều là giả nhưng là hắn tổng muốn tìm người giả mạo ta hy vọng lưu trưởng lão giúp ta tìm ra cái này cái gọi là chứng nhân lưu tưởng ngang chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua cao sấm cao sớm đã từng hỏi thăm qua sùng chiến nguyên toàn bộ kế hoạch cũng tại lưu tử ngang trước mặt đề cập qua hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói là la, la xích đi hả lại là la xích này đi la liệt trong lòng phun trào ra nồng đậm sát cơ la xích này đi lần thứ nhất xuất hiện liền là lấy giả nam ly vương thân phận con tư sinh đối ngoại đồng thời muốn mưu đoạt nam ly vương chi vị lúc ấy la liệt liền vô cùng chán hết người này chỉ là về sau la xích làm được biểu hiện hoàn toàn không đủ để mang đến cho hắn uy hiếp chênh lệch quá xa cũng liền không để ý nghĩ không ra, lần này nhắm vào mình người bên trong, còn có hắn. Nếu như nói lần thứ nhất thì cũng thôi đi, lần thứ hai, La Liệt há có thể thủ hạ lưu tình. Yêu cầu thứ bốn, La Xích đi, chết, La Liệt rốt cục lãnh khốc phát ra từ vong tri ngôn. Lúc trước liền xem như nhằm vào tông lão viện, cũng là khu trục, để nó tự sinh tự diệt, La Xích này đi, tính là cái thứ nhất để La Liệt động sát cơ. Trong đám người, tự nhiên cũng có La Xích đi. Kỳ thật La Xích đi cũng không muốn tới, làm sao lưu tử ngang đến thời điểm để cao sấm đem khả năng liên lụy việc này người đều phải đến cho nên la xích đi cũng chỉ có thể đến đây nghe tới mình bị cao sấm nô lộ ra la xích nghề tức liền muốn chạy trốn kết quả hắn chưa xoay người một vòng màu xanh quang ảnh hiện lên một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến trực tiếp đem la xích đi cho anh từ trong đám người bay ra ngoài trùng điệp rơi xuống tại la liệt trước mặt kẻ ra tay kia chính là thiên loan điều giờ phút này đã trở về lưu tử ngang đầu vai ngươi không có thể giết ta ta là ngươi cùng cha khác mẹ huynh trưởng la xích đi hoảng sợ kêu lên La Liệt cười lạnh nói, ô Thái Lai đem lời nói thật sớm nói ngay, ngươi căn bản là và Nam Ly Vương phủ nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi chỉ là người khác tìm đến một con chó, dùng để mưu đoạt Nam Ly Vương chi vị. La Xích đi hét lớn, không, ta là, ta thật là. La Liệt lại không cùng hắn đối thoại, chỉ là lạnh lùng nói, một cái ba phen mấy bận hãm hại ta người, ta như lại giữ lại hắn, cái kia chính là xuân tài, ngươi, La Xích đi, phải chết. Vừa dứt lời, thanh âm một nữ nhân từ trong đám người truyền tới. Hắn không thể chết, một cái ung dung hoa quý mỹ phụ nhân đi ra. Mỹ phụ nhân phong vận vẫn còn, hỏa hồng sắc váy phối lên đỉnh đầu cài lấy hỏa dưỡng cây châm, khiến cho nàng như là một đám lửa, phá lệ chói mắt. Như thế vừa đi thoáng qua một cái, liền không biết cô đi nhiều ít nam nhân ánh mắt. La Liệt đối mỹ phụ nhân kia là không có chút nào ấn tượng, chưa bao giờ thấy qua. Vậy bị quàng xuống đất La Xích đi nhìn thấy mỹ phụ nhân, lại như là tìm được cứu tinh, thét to, "Mẹ, nương, cứu ta, ta không muốn chết nha." Đến tận đây, mọi người mới hiểu được mỹ phụ nhân lại là la xích làm được mẫu thân có nương tại người sẽ không chết mỹ phụ nhân đỡ dậy la xích đi nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn cho bụi giúp hắn phủi phủi bụi đất trên người nương cái kia là tiêu giao các tổng bộ thất trưởng lão la xích hành đạo mỹ phụ nhân gật gật đầu người đợi ở chỗ này giao cho nương la xích giúp đỡ giống như hài tử ngoan đứng ở nơi đó mỹ phụ nhân cũng không lý tới sẽ la liệt trực tiếp đi vào trước mặt lưu tử ngang bồng bềnh hạ bái quyền binh nước liệt ra liệt hồng vân gặp qua thất trưởng lão Liệt Hồng Vân, năm đó cái này phương viên trong vạn dặm nổi danh mỹ nhân, Lưu Tử Ngang thế mà nghe nói qua, ngươi tìm ta vì con của ngươi cầu tình, vậy thì không cần nói, ta nói qua, mặc cho La Liệt đi yêu cầu. Không, Hồng Vân chỉ nghĩ khẩn cầu thất trưởng lão cho phép và La Liệt nói một chút, nếu là La Liệt đồng ý, không giết con ta, mời thất trưởng lão không muốn trở ngại, Liệt Hồng Vân nói. Lưu Tử Ngang thản nhiên nói, có thể, đa tạ thất trưởng lão. Liệt Hồng Vân sau khi tạ ơn, xoay người lại đến La Liệt phụ cận, mỉm cười nói, La Liệt, ngươi trưởng thành, ngươi ra đời thời điểm, ta còn ôm qua ngươi, tên của ngươi, cũng là ta lên, dùng ta họ, ta chính là hy vọng dạng này có thể để các ngươi huynh đệ thành là chân chính huynh đệ, mà không phải đau binh tương hướng. La liệt sắc mặt bình tĩnh, không nói lời nào. Liệt Hồng Vân tiếp tục nói, ta biết, đỏ đi làm rất nhiều không nên sự tình, vậy cũng là lỗi của hắn, ta sẽ hung hăng trừng phạt hắn, nhưng ngươi không thể giết hắn, hắn là phụ vương của người thân cốt nhục, mà lại phụ vương của ngươi cảm thấy xin lỗi hắn, không thể chiều cố hắn, cho nên lưu lại qua một phần tin yêu cầu ngươi chỉ ít tha cho hắn ba lần tính mệnh nàng xuất ra một phong thư đưa cho la liệt la liệt không có mở ra tin chỉ là hướng về phía liệt hồng vân cười cười ngay tại tất cả mọi người coi là la liệt bị liệt hồng vân thuyết phục thời điểm đã thấy mặt mỉm cười la liệt nhẹ nhàng đem lá thư này cho xé xé thành bành nhỏ sau đó tiện tay quăng ra theo gió phiêu tán một màn này thật to ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài liệt hồng vân bình tĩnh tự tin trên mặt rốt cục hiện lên vẻ giận dữ còn có ẩn tàng lo lắng La Liệt chậm rãi mở miệng, bạn đang xem thánh tổ được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim. Ai cũng biết già Nam Ly Vương là chết như thế nào, ai cũng rõ ràng với ai có liên quan, mà La Xích đi lại tới hợp tác, muốn hại ta, giành Nam Ly Vương chi vị, ân, nếu quả như thật là nhi tử có thể như vậy, mặt khác, khi đó người đang làm gì? La Xích đi hại ta không thành, ta không có tìm hắn gây phiền phức, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, như cũng liên hợp người khác tới hại ta, hắn đều một mà tiếp muốn giết ta, ngươi cái này cái gọi là mẫu thân lúc ấy đang làm gì? hiện tại hắn mua đồ thất bại người lại chạy đến nói này nói kia xuất ra một phong không biết mùi vị tin liền muốn từ chối liệt hồng vân đúng không ngươi cảm thấy ta là ba tuổi tiểu hài nhi A. À? ta hiện đang minh xác nói cho ngươi ta liền phải la xích đi chết hắn dám hại ta hai lần ta liền phải người khác đầu rơi địa nói xong lời cuối cùng la liệt cơ hồ là hét ra loại kia tất sát la xích làm được tín nhiệm mặc cho ai nấy đều thấy được liệt hồng vân trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc lạnh lùng nói la liệt ngươi khả năng còn không biết lai lịch của ta đi ta đến từ huyền minh nước liệt gia huyền minh việc lớn quốc gia vượt xa bắc thủy quốc vương quốc liệt gia là huyền minh nước đệ nhất đại gia người giết nhi tử ta quả thật hiện tại có thất trưởng lão vì ngươi làm chủ ta không thể làm cái gì nhưng thất trưởng lão cũng vẻn vẹn vì ngươi ra mặt lần này mà thôi ngươi cảm thấy trở thất trưởng lão sau khi đi và ngươi lại không liên quan ngươi sẽ như thế nào uy hiếp không còn che giấu uy hiếp la liệt giống như cười mà không phải cười mà nói ngươi uy hiếp ta ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt liệt hồng vân rốt cục bày ra nàng con em đại gia tộc cuồng vọng ta đích xác có lựa chọn rất sáng suốt la liệt quát lạnh nói la xích đi chết lập tức chết hắn lời còn chưa dứt vậy liệt hồng vân chưa kịp phản ứng một vòng hàn mang hiện lên la xích người đi đường đầu rơi địa hiện trường một trận xôn xao liệt hồng vân trực tiếp ngốc tại đương trường một hồi lâu nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, như là những kẻ điên gầm thét lên la liệt ta muốn ngươi đền mạng ta muốn ngươi tựa như chưa từng nhìn thấy liệt hồng vân la liệt lạnh nhạt đối lưu tử ngang nói lưu trưởng lão ta tiêu giao ngân long lệnh bị hủy diệt các người tiêu giao các có phải hay không cho nên cho ta cái đền bù làm đền bù tự nhiên là muốn cho tốt hơn lại cho cái tiêu giao ngân long lệnh liền không có ý nghĩa biểu hiện không ra các người tiêu giao các rộng lượng đúng không đương nhiên ta tiêu giao các còn không đến mức nhỏ mọn như vậy lưu tử ngang tiện tay lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng thả tới lạ liệt rưỡi tay nắm lấy đa tạ lưu trưởng lão tặng cho ta tiêu giao kim long lệnh sau đó cái thằng này xoay người nhìn liệt hồng vân giơ lên tiêu dao kim long lệnh nói lưu trưởng lão ta nhớ được nói tiêu dao kim long lệnh có thể thỉnh cầu tiêu dao các làm ba chuyện cấp cao nhất yêu cầu là một cái yêu cầu bảo mệnh ba năm đúng không nhưng ta cảm thấy bảo đảm số mệnh không tốt ta điều yêu cầu thứ nhất là phế bỏ huyền minh nước liệt ra tất cả mọi người đan điền để bọn hắn đều biến thành người bình thường giữ tận liệt hồng vân phảng phất bị làm định thân pháp cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ la liệt tiếp tục nói liệt hồng vân người không cần như thế cảm kích nhìn ta ta người này là rất hữu hảo cũng không giống như ngươi như vậy hung tàn, động một tí liền giết người uy hiếp, ta không giết người, ta chỉ là để các ngươi lìa ra làm người bình thường, hưởng thụ người bình thường khoái hoạt. Người quanh mình khóe miệng quất thẳng tới. Cái này còn gọi không giết người, vừa giết la xích đi. Cái này còn gọi hữu hảo, phàm là đại gia tộc nào có không có địch nhân, biến thành người bình thường, không phải là diệt tuyệt a. À. Lúc đầu từ đầu đến cuối đều cảm thấy la liệt thuộc về vô hại, nhìn hắn bình thường đối với bất kỳ người nào, đều là hòa hòa khí khí, liền xem như xuất thủ phản kích, cũng đều là người khác trước lấn tới cửa, nào biết được cái này căn bản là một cái hắt lên ra người ác lăng không giận thì đã giận giữ máu chảy phiêu vái trèo lệnh bài này là thật nha la liệt còn rất xấu cầm tiêu dao kim long lệnh tại liệt hồng vân trước mặt lắc lư thân thể liệt hồng vân đang run rẩy nàng tại cố nén thể nội sắp bộc phát cuồng nộ la liệt cười tùng tìm nói ta biết ngươi muốn giết ta ngươi muốn dùng cái chết của mình đến vì con trai mình báo thù còn có thể miễn trừ ta dùng cái này để yêu cầu tiêu dao các diệt liệt ra ngươi đúng không nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu lưu trưởng lão tự mình đến chủ trì công đạo, tại hắn ngay dưới mắt ta nếu là đều có thể bị ngươi giết chết. hắn về sau còn có mặt mũi gặp người a mà lại thực lực của ngươi có thể tại lưu trước mặt trưởng lão lật lên sóng gió a, cho nên a ngươi cũng không cần dùng tới não cân. liệt hồng vân nghe xong linh hồn lạnh run, thật đúng là có chuyện như vậy. la liệt nói đúng không ta đã nói rồi, ta là rất hiếu hảo, ta chưa từng khi phụ người. sau đó cái thằng này chỉ vào liệt hồng vân nói ngươi đừng có lại chừng ta lại chừng ta có tin ta hay không dùng tiêu dao kim long lệnh yêu cầu thứ hai để cho người ta lột sạch y phục của ngươi trèo phía trên luyện yêu ngục cung cấp người thưởng thức liệt hồng vân dọa đến kém chút không có ngay tại chỗ bên trên khôn khéo như lưu tử ngang liễu hồng nhan dùng hầu hồ bọn người đều đã phát hiện la liệt đây là lấy đạo của người trả lại cho người đâu ngươi liệt hồng vân không phải uy hiếp ta a à. vậy thì tốt ta lập tức uy hiếp trở về mà lại uy hiếp lợi hại hơn dọa người hơn cái này nói rõ liền là la liệt tuyệt không thiệt thòi cho dù là bị uy hiếp đều không được đây mới là la liệt bản tính khô lưu tử ngang ho nhẹ một cái la liệt có chuyện cần sớm thông chi ngươi để xa ra chủ trong tay cũng có giấu một viên tiêu dao kim long lệnh điều kiện tương đương nhau chúng ta tiêu dao các là không tiếp thụ bất luận cái gì nhằm vào lẫn nhau chuyện cho nên ngươi không uy hiếp được liệt ra lúc đầu đều muốn bị dọa nước tiểu liệt hồng vân lập tức tinh thần tỉnh táo la liệt quay người lại đi còn rất khoa trương trên phạm vi lớn đông đưa tiêu dao kim long lệnh để dự định phản kích liệt hồng vân lập tức ỉu xìu nói cho cùng người ta có nàng không có nhiều lắm thì nàng liệt ra có mà thôi lưu trưởng lão ta tiếp xuống cũng không có yêu cầu gì cũng chính là tội khôi họa thủ sùng chiến nguyên và chân chính đến giúp sùng chiến nguyên cao sấm la liệt nói trầm có người đánh gãy la liệt và lưu tưởng ngang giao lưu nói chuyện chính là sùng hầu hổ, hổ hắn đi tới hướng lưu tưởng ngang hơi khom người một cái nói thất trưởng lão ta cái này cũng có một viên tiêu dao kim long lệnh hắn xuất ra một viên tiêu dao kim long lệnh đây là ta được đến ba cái tiêu dao ngân long lệnh đổi đổi lấy tiêu dao kim long lệnh ta chưa hề dùng qua hiện tại ta có hai cái yêu cầu nó một miễn trừ cao sấm công tử tại lần này sự kiện bên trong chỗ phạm sai lầm nó hai miễn trừ con ta sùng chiến nguyên tại việc này bên trong làm hết thảy chuyện sai sự biến hóa này hoàn toàn vượt quá la liệt ngoài ý liệu ngay cả lưu tử ngang bọn người cảm thấy ngoài ý muốn chẳng ai ngờ rằng sùng hồ hổ thế mà cũng có tiêu giao kim long lệnh lưu tử ngang vừa mới nói ngang nhau lệnh bài không thể đối lẫn nhau là một chuyện gì hắn muốn đổi ý đều không được đây cũng là cẩn thận sùng hầu hộ từ đầu đến cuối đều tại ẩn nhẫn cho tới bây giờ nguyên nhân tư giao các quy củ ta cũng không tiện vi phạm lưu tử ngang hai tay một đám nếu là đổi lại bình thường hắn có thể không để ý nhưng mình vừa mới nói lại vi phạm cũng quá để người mượn cớ la liệt rất phiền muộn hắn thống hận nhất liền là sùng chiến nguyên và cao sấm sở dĩ không có ngay từ đầu liền đối hai người hạ tử thủ chính là muốn trừng phạt bọn hắn để bọn hắn chờ đợi bị trừng phạt loại kia tâm hồn xoắn suýt lo lắng cũng là một loại trừng phạt chỉ muốn ác hơn nhằm vào bọn họ nào biết được thế mà bị người hóa giải cái này cũng không nhịn được để hắn đối sùng hồ hồ lau mắt mà nhìn cho dù là địch nhân sùng hầu hồ, hồ biểu hiện cũng làm cho la liệt không thể không đối với hắn nhìn với con mắt khác sùng hồ hồ người thật sự là quá cẩn thận lại ẩn tàng rất sâu ai người biết hắn có tiêu dao kim long lệnh mà lại chưa hề dùng qua cho dù là có thể nhờ vào đó tới làm rất nhiều chuyện đương nhiên đoán chừng hiện tại cực hối hắn chính là sùng hồ hồ hắn chỉ muốn đem tiêu dao kim long lệnh xem như bảo mệnh lại không nghĩ rằng ngược lại bị liễu hồng nhan hiện tại có cơ hội cho đánh bại sớm biết như thế đoán chừng hắn thả rằng từ bỏ bảo mệnh chi dụng đi. Phụ vương, ngươi, ngươi lại có bực này bảo mệnh chi vật, ha ha, thật sự là để hài nhi quá vui mừng, dùng chiến nguyên mừng như điên lao ra, hắn đều sắp bị hù chết. Cao sấm thì tiến lên ôm quyền nói, vương gia, đa tạ, ngươi phần ân tình này, ta cao sấm ghi nhớ trong lòng. Sùng hồ hồ cười nói, ngươi và chiến nguyên là huynh đệ sinh tử, cứ ngươi là hẳn là. Hắn chẳng những hóa giải nguy hiểm, ngược lại cùng cao sấm đi càng gần, có cha con bọn họ hai lần tương trợ, cao sấm nhất định là cùng bọn hắn một lòng lại có cao sấm và tiêu giao các tổng bộ quan hệ không thể nghi ngờ có thể để cho sùng nhà về sau nước lên thì thuyền lên sùng hồ hồ cử động lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện trái lại đạt được giải thoát cao sấm thì dùng cử thì ánh mắt nhìn chằm chằm la liệt âm thầm thể muốn báo thù cao huynh biệt khuất lâu như vậy cũng giờ đến phiên huynh đệ chúng ta phản kích sùng chiến nguyên cười gằn nói ồ sùng huynh muốn làm sao phản kích ta nhất định phụng bồi cao sấm lớn tiếng nói bọn hắn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới Sùng Chiến Nguyên cười hắc hắc nói, xem ta, hắn hướng về phía trước mấy bước, đứng tại La Liệt trước mặt, châm chọc nói, La Liệt, ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này diễu võ dương oai, ngươi rất đáng gờm có phải hay không? Ha ha, vậy ta cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta liền là tên hề. La Liệt mắt lạnh nhìn hắn. Sùng Chiến Nguyên cười gần nói, một cái ngay cả mình nữ nhân đều không giữ được nam nhân, không xứng gọi nam nhân, vậy chỉ có thể là tên hề. Nữ nhân của mình, muốn nói có thể cùng La Liệt dính líu quan hệ, tại viêm hoàng đại lục cũng chính là ba nữ nhân, một cái là nữ vương liễu hồng nhan một cái là tuyết băng ngưng một cái là lam thải linh trong đó lam thải linh căn bản không có quan hệ gì với hắn chỉ có thể nói và đã từng la liệt có quan hệ lại sớm bị hắn nhục nhã qua nơi nào có tư cách nói nữ nhân của mình liễu hồng nhan an nhiên ở tòa duy nhất không ở liền là tuyết băng ngưng la liệt ánh mắt híp lại hắn nhớ tinh tường lúc trước hai trưởng thượng bắt hắn tuyết băng ngưng cầm vỡ vụn tiêu giao ngân long lệnh đi thông chi tiêu giao các kết quả đến bây giờ cũng không thấy tuyết băng ngưng tung tích tuyết băng ngưng đâu la liệt lạnh lùng nói sùng chiến nguyên cười quái dị vỗ vỗ tay một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới xe ngựa là tứ phía rộng mở có màu trắng tơ lụa che chắn theo gió gợi lên tơ lụa phất phới bên trong là một cái thoải mái dễ chịu rừng êm phía trên nằm hách lại chính là tuyết băng ngưng nàng như ngủ mỹ nhân không nhúc nhích hồn nhiên không biết ngoại giới hết thảy la liệt trong lòng trầm xuống một cái bước ra sông đi lên băng ngưng tỉ băng ngưng tỉ băng ngưng tỉ liên tục kêu gọi tuyết băng ngưng không phản ứng chút nào chỉ là vậy yếu ớt hô hấp rất nhỏ tiếng tim đập có thể biết nàng còn sống người đối nàng làm cái gì la liệt trong mắt chậm rãi tụ lại lên làm cho người không rét mà run lạnh lẽo ngươi cũng đừng oan uổng ta ta cũng không có đối nàng làm cái gì chỉ là nàng vì ngươi nhất định phải xông vào tư giao các tìm cao sớm huynh nói một chút tiếp nhận cao huynh bế quan tri địa có tà vu chú thủ hộ nàng chúng tà vu chú sùng chiến nguyên nói la liệt nói tà vu chú sẽ không chìm ngủ không tỉnh sùng chiến nguyên bĩu môi nói vậy còn không phải là vì ngươi nàng trở lại hoàng cung mời quân chủ xuất thủ nhưng chúng ta quân chủ đại nhân nói muốn chờ một chút nhưng tuyết băng ngưng chờ không nổi nha nàng vì ngươi không tiếc mạo hiểm sử dụng chỉ toàn ta chú người đại khái cũng biết đi chỉ toàn ta chú muốn thanh tẩy tà vu chú cái kia là phải vô cùng cao cấp thần sư xuất thủ mới được nàng hiển nhiên thực lực không đủ lại vì ngươi như cũ mạo hiểm đến mức rơi vào trạng thái ngủ say khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại đi chập chập thật sự là cảm động đâu la liệt hai mắt vừa nhắm một loại cảm động từ sâu trong tâm linh lan tràn đến toàn thân nữ nhân này lại vì hắn thế mà không thức bốc lên lớn như thế phong hiểm hắn là nam nhân nam nhân sẽ vì nàng nỗ lực vì nàng báo thù la liệt đằng không mà lên từ trên xe ngựa bay vọt mà xuống đe dọa nhìn sùng chiến nguyên lạnh như băng nói là nam nhân cùng ta sinh tử quyết đấu lẫn nhau đều có tiêu giao kim long lệnh hiển nhiên không cách nào mượn nhiều ngoại lực vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà sùng chiến nguyên ngoài miệng nói là cùng cao sớm có quan hệ khi thực hắn rõ ràng hơn hết thảy đều là sùng chiến nguyên gây nên cao sấm nhiều lắm là xem như đồng lõa muốn tìm người báo thù đối tượng tự nhiên là dùng chiến nguyên ha ha dùng chiến nguyên ầm Mỹ cười to nói cao huynh ngươi nói đây là trò cười không một cái ngay cả mình nữ nhân đều không giữ được người thế mà đề cập với ta có phải là nam nhân hay không ha ha buồn cười quá cười chết ta rồi la liệt nói ngươi không dám ta là không hứng thú ta đường đường bắc thủy quốc thiếu niên đệ nhất nhân còn muốn cùng ngươi như thế một cái không gánh nổi mình nữ nhân đổ bỏ đi sinh tử quyết đấu quá mất mặt Cùng người động thủ vậy đều để ta cảm thấy có phần sùng chiến nguyên thỏa thích châm chọc la lê bình tĩnh nói ta lấy song vương chi vị tiền đặt cược người như thắng người có được song vương chi vị quyền kế thừa sùng chiến nguyên mắt sáng rực lên tâm hán động kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người